sau đó tại hòa diễm thành sòng bài thẩm trường quân thầm khó hiểu lại nói rõ ràng là hắn ẩn giấu thân phận giả làm hình nộm cho nên mình mới tương kế tự kế báo thù hắn rõ ràng là hắn sai trước sao cuối cùng lại biến thành dỗ hắn này này mình không bị nắm thóp chứ mình không thể dễ dàng bị người ta nắm thóp như vậy lần sau mặc kệ hắn còn cửu thiên dạ thì lại nghĩ không đúng lẽ nào cô ấy phát giác ra mình không phải hình nộm mà là người thật cho nên những việc cô ấy làm với những hình nộm kia trong phòng bao là để chọc tức mình Đợi đã, mình không phải bị nắm thóp chứ. Có điều, cô ấy muốn nắm thóp mình, chứng minh trong lòng cô ấy có mình. Bất ngờ một người phụ nữ thân hình béo ngậy đến nắm lấy cánh tay cửu thiên dạ. Nam nhân không tồi. Theo ta đi, ta mua ngươi. Cửu thiên dạ liền từ chối. Không, ta có chủ nhân rồi. Vậy bảo chủ nhân ngươi ra giá đi. Thẩm trường quân lập tức đi đến hất bà ta ra. Bao nhiêu tiền cũng không bán. Cút. Ô, oh, đây không phải thẩm quân chân nhân trong truyền thuyết sao. Ta là các chủ của thiên tài các chuyên cung cấp các vật bảo thiên tài cho tu chân giới của Bắc Hoang, ta và ca ca ngươi Thẩm Trường Minh cũng coi là có giao tình. Thẩm Trường Quân nói ngươi cũng coi là các chủ có máu mặt trong tu chân giới của Bắc Hoang, dám mua bán người ở Hỏa Diễm Thành, còn nói ra lời vô sỉ như vậy. Ha ha ha, bổn các chủ ghét nhất người giả vờ đạo mạo, Thẩm Quân chân nhân ngươi cũng xem lại bản thân là loại gì đi. Nam nhân này lẽ nào không phải lô đỉnh của ngươi sao? Hắn không có tu vi, lại có dung mạo tuyệt sắc, ngươi để nam nhân như vậy bên cạnh làm gì? Tại sao gần đây tu vi của Thẩm Quân chân nhân lại tăng đột biến, danh tiếng vang xa? Thì ra là dựa vào song tu, có gì giỏi chứ? Thẩm Trường Quân lạnh mặt bảo, ngươi tìm chết. Cửu Thiên Dạ bên cạnh khuyên ngăn, đừng manh động, mục đích của chúng ta là mai phục, sau đó tìm ông chủ của sòng bài này. Khụ, phiền quá. Lại là cảm giác này, chỉ cần là chuyện có liên quan đến hắn thì mình sẽ biến thành người không lý trí. Lúc này vang lên tiếng cảnh cáo, cảnh cáo, không được làm loạn trong sòng bài, tịch thu, tịch thu bà ta bảo trong sòng bài này có nhiều đá cấm linh, cho dù thẩm quân chân nhân còn lợi hại hơn cũng không thể làm gì ta, và lại ta là khách VIP ở đây, mỗi ngày đều tiêu số tiền lớn ở đây. Ta khuyên ngươi tốt nhất nên bán nam nhân này cho ta, nếu không ta cửa các vệ sĩ trong sòng bài này nhất định sẽ đứng về phía ta, chứ không phải ngươi. Bất ngờ thẩm trưởng quân bảo, thành giao, đồng thời giật lấy túi tiền của bà ta. Đúng lúc vừa nãy đấu giá, vì mua một nam tử yêu tộc tốn một số tiền lớn, đúng lúc hồi phục máu, Thẩm Trường Quân ta không phải người sẽ tức giận vì nam sắc, không phải chỉ là một nam nhân sao? Hoàn toàn không có gì quan trọng. Trường Quân chân nhân thật hào phóng, đợi sau này ta trở về tu chân giới của Bắc Hoang, nhất định sẽ làm nhiều hợp tác giao dịch với Cửu Hoa Tông các ngươi. Thẩm Trường Quân hớn hở bỏ được được, ta đi trước. Lần sau gặp. Bà ta đắc ý mà cười lớn, ha ha ha, ta nói mà, trên thế giới này ai cũng lấy lợi ích và tư dục làm chủ, bất luận nam nữ, chỉ cần có tiền và thực lực, muốn bao nhiêu mỹ nhân mà chẳng được tức giận vì mỹ nhân chỉ qua là lời tốt đẹp trong thoại bản thôi bất ngờ mọi người hốt hoảng la lên chuyện gì vậy xảy ra chuyện gì sao đất lại chấn động mạnh như vậy sau đó thông báo vang lên sòng bạc đạn chịu công kích lớn sau đó là một tiếng sập đổ ầm ầm vang lên bà ta nhìn lên trời mà hét lên thẩm trường quân phá sòng bạc rồi thẩm trường quân bay lơ lửng trên không trung mà co mày nói tâm trạng bổn tọa xấu không thuận mắt nơi này tất cả người phía dưới nghe kỹ đây lập tức giao ông chủ sòng bạc ra nếu không lão nương ta sẽ săn bằng tòa thành này. Bà ta nghe vậy thì ngồi sụp xuống mà khóc lóc, cứu mạng. Lời này sao có thể nói ra như vậy? Ngươi là trường quân chân nhân đại danh đỉnh đỉnh. Ngươi không phải phản diện. Cửu Hoa Tông là danh môn chính phái. Không phải tà môn ngoại đạo. Ngươi có cần nghe bản thân đang nói gì không? Xin ngươi nghe lại bản thân đang nói gì? Thẩm trường quân, ngươi vì một tên song tu dám đắc tội với các quyền quý trong tòa thành này. Đợi ta trở về Bắc Hoang nhất định sẽ khiến cho người trong thiên hạ chửi ngươi. Sau đó thẩm trường quân đáp xuống cạnh cửu thiên dạ đang đi ra. Cửu thiên dạ nói ngày mai chuyện trưởng quân Trần Nhân tức giận vì một nam nhân sẽ chuyển khắp đại lục Nam Bắc Hoang. Vì một người bình thường không có tu vi và quyền thế như ta, đáng sao? Thẩm trưởng quân nói từng có một người chắn kim mâu cho ta, uống thuốc độc vì ta, vì ta mà tự hủy nội đan. Hắn không nói không đáng, ta sẽ nói sao? Đáng, không có chuyện gì đáng hơn ngươi. Chỉ là vì báo ân sao? Thẩm trưởng quân thoáng loạn nhịp. Ta nghĩ, có lẽ không hoàn toàn đi. Bỗng văng lên, ông chủ sòng bài đến. Là ngươi ông chủ của buổi đấu giá và sòng bài là ngươi hàn tiếu tiểu cô ta cười hít mắt mà bảo ngại quá làm phiền hai vị rồi ai bảo hai người vừa rồi quá xến. không thấy buồn nôn chút nào sao ta không nghe nổi nữa cả hai ngượng ngùng quay mặt tránh né thẩm trường quân thì cố giải thích không không có ta và hắn không không phải tiếu tiếu liền tiến đến nắm tay thẩm trường quân mà nói có thể trùng hợp cùng bằng hữu cũ lâu ngày không gặp ta rất vui mặc dù ngươi và ca ca ngươi làm hỏng sòng bài và đấu giá của ta có điều ta cũng không đau lòng, dù sao cũng là sản nghiệp ta nửa đường cắt ngang. Từ hai năm trước sau khi hỏa thân thất bại, ta liền một mình lưu lạc giang hồ, kết giao được nhiều hiệp khách giang hồ và tu chân tán tiên. Nửa năm trước ta đến Hoa Hỏa Thành, luôn ẩn náu ở trong nơi đấu giá, để điều tra phương pháp khởi động Hỏa Linh Thần khí năm đó, bán cho Diêm Quốc. Kết quả mấy ngày trước hội trưởng của hội bán đấu giá chết bất ngờ, ta trở thành tân hội trưởng. Hi hi, vốn chỉ là muốn đến làm nội ứng trong địa bàn của phản diện, không ngờ lại làm phản diện. Cửu Thiên Dạ bảo, Ngươi ở kỳ cơ bản cùi bắp như vậy sao làm việc lại thuận lợi thế? Không phải bị người khác hố mà không biết chứ? Còn có chúng ta vừa muốn điều tra hội đấu giá, hội trưởng liền chết, có phải là Kim Thiền thoát thân không? Ta khuyên ngươi đừng quá tự tin vào bảo thân, không chừng ngươi chỉ là một hình độ bị làm bia mà thôi. Hàn Tiếu Tiếu liền nổi đóa mà gào lên, này, ta đã điều tra ra rất nhiều tin tức hữu dụng đó được không? Tiểu tử thối ngươi đừng cậy bên cạnh là trường quân chân nhân thì kiêu ngạo như vậy. Thẩm trường quân thẩm nghĩ, kỳ lạ, sao hai người này vừa gặp liền cãi nhau? kiểu ở chung này cảm giác hơi giống dạ dạ. Cô ta lại bảo, bây giờ ta không phải là Hàn Tiếu Tiếu, ta đã đổi tên thành Hàn Tiêu Tiêu rồi, tiêu trong tiêu giao. Từ nay về sau ta sẽ là tiêu giao, phiêu bạt thiên hạ, tự do. Trường quân chân nhân, năm đó ở Hoàng Thành là ngươi và Thánh Tăng cho ta dũng khí thoát khỏi lồng giam, theo đuổi tự do. Ta rất cảm ơn ngươi. Ngươi mau theo ta, ta dẫn ngươi đi gặp một bằng hữu của ta. Thẩm trường quân vui vẻ bảo được, lòng thầm bảo tốt quá rồi, cô ấy bây giờ sẽ không bị bất cứ chuyện gì ràng buộc nữa, nhìn rất vui vẻ tự do, tiêu dao. Hai người họ vui vẻ phấn khích rời đi, Cửu Thiên Dạ như bị lãng quên mà đứng ngơ ngác. Họ chạy đến từ xa Tiêu Tiêu đã gọi lớn, "Nhu Nhu, Trưởng quân chân nhân, lâu rồi không gặp, Nhu Nhu." Thì ra bằng hữu tốt mà Tiêu Tiêu nói là cô. Tiêu Tiêu nhào đến ôm lấy cô, "Nhu Nhu, ta về rồi, có nhớ ta không?" Nhu Nhu bảo ngươi mới đi một canh giờ. "Ngươi không nhớ ta hu hu, ta đương nhiên nhớ ngươi, ta làm điểm tâm ngươi thích nhất, đợi chút nữa cùng Trưởng quân chân nhân ăn." Thẩm Trường Quân bảo quan hệ của hai người thật tốt, rồi nghĩ thầm, có một cảm giác kỳ diệu, vận mệnh sẽ có sự sắp xếp đặc biệt của nó. Cửu Thiên Dạ vẫn đứng một góc mà nhìn bọn họ vui vẻ trò chuyện. Ta quen Nhu Nhu 3 tháng trước, hai người chúng ta vừa gặp đã như tri kỷ. Liên quan đến tình báo của Hỏa Linh thân khí, Nhu Nhu cũng tốn không ít công. Đáng tiếc hôm qua tấm chân tình của Nhu Nhu bị từ chối rồi. Đều tại ca ca của ngươi. Thẩm Trường Quân thì ngạc nhiên bảo, "Ca ca, cái gì?" Nhu Nhu liền che miệng tiêu tiêu lại. "Không có gì, không có gì, Trường Quân chân nhân coi như chưa nghe thấy gì đi. Tiểu Tiêu nói tóm lại, chúng ta điều tra ra cách khởi động hỏa linh thần khí ở nơi quan trọng nhất của Hoa Hỏa thành này. Bộ nghiên cứu binh khí, chúng ta cùng đi đi, hỗ trợ chiếu ứng nhau. Được, cả ba cùng nắm tay tung ta tung tay chạy đi. Thẩm Trường Quân phấn khích bảo có thể xông vào giang hồ với các ngươi, giao giao tự tại, đúng là thật tốt. Cửu Thiên Dạ thì như người vô hình không ai ngó ngàng, náo nhiệt trên thế giới này hình như không liên quan đến ta. A à a, à. một lúc sau, Đỗ Minh Nguyệt từ phía xa mà nhìn nhóm người bọn họ. Vị đạo trưởng đứng phía sau hỏi, tại sao Thánh Tăng chỉ nhìn từ xa, sao không đi góp vui cùng họ? Minh Nguyệt nói, ta không dám, ta không thể lựa chọn, ta muốn đoạn tình tuyệt niệm, trở thành tăng nhân vô dục vô cầu. Nhưng ta từng có những ký ức đẹp như vậy, cũng coi là không ổn đời này. Nếu trong lòng Thánh Tăng đã có quyết định thì ta cũng không cản nữa. Vật mà gần đây ngài vất vả tìm kiếm đang ở bộ nghiên cứu binh khí, là dùng đá vọng tình tạo nên. Sau khi dùng đá vọng tình thì ngài sẽ mất đi tất cả cảm giác, trở thành một viên đá. Nhưng ta cảm thấy người như vậy giống như chết vậy, chỉ còn lại một cái vỏ rồng ngài thật sự không hối hận sao đỗ minh nguyệt đáp cho nên ta càng không dám lại gần các bằng hữu của ta ta cũng sợ ta sẽ do dự dung tiên sinh xin ngươi sau này đừng gọi ta là thánh tăng nữa gọi ta là đỗ minh nguyệt đi ta thích cái tên này hơn sau đó quay lại với nhóm người thẩm trường quân tiều tiều nói nghiên cứu ở đây cần một chút thao tác pháp thuật vì vậy không cần dùng đá cẩm linh trường quân chân nhân có thể sử dụng pháp lực bình thường ở đây không có ai là đối thủ của ngài nhiều năm trước hoa hỏa thành sinh ra một thần đồng hắn không những tinh thông mọi thần binh kỳ bảo, nghiên cứu ra các vật thần khí dùng đá linh làm động lực, hơn nữa khởi xướng bình đẳng con người, hoa hỏa thành từng tiếp cận vô tận với thành độc lập, hòa bình, tốt đẹp, con người bình đẳng. nhưng cuối cùng lại chọc sự bao vây của nhiều thế lực không rõ nguồn gốc. thần đồng đó cũng từ đó mà sống chết không rõ. theo ta điều tra, tất cả đều là vì một người áo choàng đen, hắn muốn độc chiếm kỹ thuật nghiên cứu của hoa hỏa thành, muốn biến hoa hỏa thành thành một tiêu kim oa ngoài pháp luật. thế là hắn từng chúc chiếm thế lực của hoa hỏa thành, trở thành chủ nhân đứng sau bao gồm cả bộ nghiên cứu binh khí quan trọng nhất về người áo choàng đen có thể thế lực sau lưng hắn rất lớn nhưng cụ thể là ai thì không thể biết năm đó vật cuối cùng bán đấu giá là hỏa linh thần khí thật ra chia làm hai bộ phận thần khí và hỏa nhưng mà nó chỉ bán thần khí cho diêm quốc mà hỏa âm thầm bán cho bộ nghiên cứu binh khí hỏa là phương pháp khởi động thần khí hội đấu giá lấy một sản phẩm kiếm được hai phần tiền cũng may điểm này mà phần thân của thần khí và cách khởi động của hỏa linh thần khí tách ra những năm này không có ai có thể sử dụng có điều, có sự giúp đỡ của Trường Quân chân nhân, chúng ta có thể dễ dàng tiến vào bộ nghiên cứu binh khí rồi. Tin chắc rất nhanh có thể gặp được người áo choàng đen." Tiêu Tiêu nói rồi thầm nghĩ, trước khi Thẩm Trường Minh cũng bị một người áo choàng đen bí mật bán đến cho hội đấu giá. Lúc đó ta còn chưa tiếp quản hội đấu giá. Thẩm Trường Minh là một trong những người mạnh đỉnh cấp, dã tâm của người áo choàng đen thật lớn. Sau đó họ bước vào một căn phòng. Thẩm Trường Quân ngạc nhiên nhìn những món đồ bên trong mà thốt lên, "Đó là thế giới này đã phát triển đến mức này rồi sao?" Tiêu Tiêu nói đây là thứ dùng đá linh nung ở nhiệt độ cao tạo thành sao. Tiêu Tiêu đưa tay tính chạm vào thì Thẩm Trường Quân ngăn lại, "Đừng đụng, rất nguy hiểm, ta có thể cảm nhận được trên người chúng phát ra một loại năng lượng đột phá. Nếu không ngoài dự kiến, thì một binh khí ở đây có thể dễ dàng phá hủy một tòa thành. Còn có chất độc năm đến sáu màu này nữa, nhỏ một giọt có thể khiến cho cả một tòa thành nhiễm ôn bệnh." Cửu Thiên Dạ hỏi đó là tàn sát hàng loạt sao? Nếu nói thủ đoạn đối kháng duy nhất của Nam Hoang với Bắc Hoang, vậy chính là sử dụng những binh khí có tính sát thương phạm vi lớn này quyết một trận chết với Bắc Hoang. Đến lúc đó bất luận là Nam Hoang hay Bắc Hoang, sinh linh lầm than. Nhu Nhu bảo, năng lượng của những binh khí này e là đã vượt qua người mẹ của tu chân giới. Cho dù là trường quân chân nhân cũng chưa chắc đã chịu được một chiêu của chúng. Và lại số lượng sinh sản ở đây lại nhiều như vậy. Đang tập trung thảo luận thì bất ngờ một cái lồng rơi xuống đám người họ. Thẩm trường quân hốt hoảng hét lên, chết rồi, lồng đá cấm linh. Đồng thời lúc này tiếng vỗ tay bốc bốc vang lên, một mùi bắt được bốn con cá lớn. Đúng là một ngày bội thu người bí ẩn mặt áo choàng đen đi đến bảo muốn hòa kiếp sao đi tiêu tiêu cao mày hỏi người rốt cuộc có mục đích gì người muốn chúng sinh thiên hạ chết trong chiến hỏa sao những hỏa khí phạm vi công kích lớn này có phải người dùng để đối phó bắc hoang không mặc dù ta từ bỏ thân phận công chúa bắc hoang nhưng từ nhỏ sống trong nhà đế vương ta ghét nhất là những người tàn nhẫn coi thường sinh mạng của bách tính người không có cơ hội biết đáp án rồi bỗng từ dưới tỏa lên từng luồng khói âm u thẩm trường quân bỏ cẩn thận có độc Độc này rất mạnh, bốn người các ngươi ở trong lồng cấm linh, không thể dùng pháp thuật phòng ngự độc tính, lập tức sẽ chết thôi. Thẩm Trường Quân bắt đầu choáng váng mà ôm lấy đầu. "Xong rồi, độc này mạnh quá, ta đã không vận được khí lực nữa." Cửu Thiên Dạ nghĩ thầm, ta có Bạch Đàn độc thường xuân kịch độc trong thiên hạ bên ngoài, máu sớm đã bách độc bất xâm. Chuyện này không ai biết vì không ai biết ta là đệ Cửu Thiên Dạ. Nếu không quan tâm nổi nhiều như vậy, Cửu Thiên Dạ cắn rách môi để tuôn ra dòng máu, rồi nhanh chóng hôn lấy miệng Thẩm Trường Quân thẩm trường quân thầm thốt lên một tiếng á rồi nghĩ lần đầu tiên nhìn rõ bộ dạng của hắn ở khoảng cách gần như vậy lập tức thẩm trường quân dùng kiếm linh một chiêu ma nổ tung cái lòng sắt tên bí ẩn hốt hoảng nói cái gì sao ngươi không trúng độc lồng vòng bị phá rồi tại sao rõ ràng pháp lực đã bị đá cấm linh phong ấn rồi cô cầm trên tay hồng thước kim linh thần khí tạo thành mà dõng giặt bảo chịu chết đi thẩm trường quân lao đến thì tên thần bí vụt đi rất nhanh hắn tóm lấy tiêu tiêu mà uy hiếp thả ta đi nếu không ta sẽ giết cô ta mọi người đều thốt lên tiêu 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 cắn răng nói thả ngươi rồi ngươi sẽ lấy những binh khí này đi giết hại bách tính bắc hoang nói rồi cô chụp lấy tay cầm thanh kiếm của tên bí ẩn mà đưa vào cổ cả hai cùng với tiếng nói ta không phải kẻ ham sống sợ chết tên bí ẩn phụt ra ngụ máu mà gắng sức nói ngươi sao ngươi dám lập tức hai người ngã xuống thẩm trưởng quân vội lao đến đỡ lấy tiêu 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 đưa cánh tay ra bảo ta muốn xem xem hắn rốt cuộc là ai rồi kéo chiếc mũ trùm xuống thì lộ ra khuôn mặt Hàn Tiêu. Mọi người đều hết sức kinh ngạc. Hoàng huynh, tại sao? Hàn Tiêu bỏ lại gần mà nói. Từ sau khi phụ hoàng mẫu hậu qua đời ta sớm đã không còn là bản thân ta nữa. Tính mạng, bách tính, dân sinh, chỉ là biểu tượng của quyền lực, chỉ có mạnh lên mới có thể bảo vệ bản thân, bảo vệ người nhà của mình. Ta muốn dùng võ lực công tiến Nam Hoang, nhưng bây giờ ta nghĩ bản thân có lẽ không phải là một hoàng đế tốt. Tiếu tiếu, dưới long kỷ của hoàng cung diêm quốc Bắc Hoang, có chiếu thư ta đích thân viết. Chỉ cần ta chết, ngươi là người thừa kế duy nhất, ngươi chính là nữ đế của Bắc Hoang. Tiếu Tiếu bảo ta không muốn trở thành nữ đế, thì lập tức bàn tay của Hàn Tiêu nhét thứ gì đó vào miệng cô. Đây là viên hoàn hồn đan cuối cùng, ngươi phải thay ta sống tiếp, thay ta bảo vệ Diêm quốc. Ta tin ngươi có cách hơn ta, khiến vạn dân đồng lòng, thiên hạ thống nhất. Ta biết ngươi muốn tự do, nhưng thân phận của hai chúng ta thì đã định đời này không được tự do. Nói rồi Hàn Tiêu chút hơi thở cuối cùng, Tiếu Tiếu ôm lấy Hàn Tiêu mà gào khóc, "Hoàng huynh, còn lúc này bên Đỗ Minh Nguyệt đang đứng nhìn chăm chăm vào viên đá hình trái tim, mà nhớ lại cuộc trò chuyện với vị đạo trưởng. Ta không có lựa chọn, ta phải tuyệt tình, trở thành tăng nhân không cầu không dục. Nhưng ta từng có ký ức tốt đẹp như vậy, cũng coi như không uống đời này. Nếu thánh tăng đã quyết định thì ta cũng không ngăn cản. Đồ mà gần đây ngươi vất vả tìm kiếm ở bộ nghiên cứu binh khí, sau khi dùng đá vô tình thì ngươi sẽ mất đi tình cảm, trở thành một viên đá. Quay lại với Tiếu Tiếu, Nhu Nhu, có thể khởi động hỏa của hỏa linh thần khí, ta sẽ giao cho ngươi, thiên chất của ngươi thuộc hệ nước, đúng là có thể áp chế hỏa. Tiếp theo chỉ cần ôm cây đợi thỏ, đợi người năm đó lấy đi hỏa linh thần khí rơi vào bẫy. Nhu Nhu liền từ chối, không, này quá quý, ta không thể nhận. Đúng lúc này Thẩm Trường Minh đi đến. Thẩm Trường Quân nhìn thấy thì vui vẻ gọi, ca ca. Tiếu Tiếu liền nói nhỏ, Nhu Nhu, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây. Ngươi đã có tự do ta muốn rồi, cho nên cần phải to gan theo đuổi đồ mà mình muốn. Rồi Tiếu Tiếu quay sang nói với Thẩm Trường Minh, bây giờ hỏa đã có được, thẩm tông chủ có thể nhìn nhu nhu rồi để cô ấy bên cạnh bảo vệ cho tốt nhu nhu sau này cô chịu ủy khuất thì đến tìm ta ta là nữ đế của diêm quốc sẽ chống lưng cho cô hai năm này là hai năm vui vẻ nhất của tiếu tiếu tạm biệt mọi người cuối cùng ta cũng bị nhốt trong hoàng cung mãi mãi không thấy hôm nay nhưng ta hy vọng các bằng hữu của ta có được hạnh phúc tiêu diêu tự tại nhu nhu nhìn cô rời đi mà buồn bã gọi tiêu tiêu thẩm trường binh xoay người bảo được rồi trường quân chúng ta về cửu hoa tông thôi nhu nhu ấp úng mà không biết nói gì Thẩm Trường Minh liền bảo nếu vi sinh cô nương đồng ý có thể đến Cửu Hoa Tông. Dù sao hỏa trong tay cô, tốt nhất có sự bảo vệ của Cửu Hoa Tông, càng tốt cho việc ôm câu đợi thỏ, bắt người xấu hơn. Nhu Nhu nghe vậy thì liền vui ra mặt, "Ừm, ta đồng ý, sau khi trở về Cửu Hoa Tông ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời Thẩm Tông chủ." Cửu Thiên Dạ và Thẩm Trường Quân bốn mắt nhìn nhau đều mang trong mình sự khó hiểu giống nhau. "Vi sinh cô nương, Thẩm Tông chủ, sao hai người này lại đột nhiên xa lạ như vậy?" Rồi Thẩm Trường Quân kéo lấy tay áo Cửu Thiên Dạ mà nói, KK, đây là bằng hữu tốt của muội. Hắn chính là Doãn năm đó giúp muội ở đại lễ Bắc Hoang, sau này lại cùng muội kề vai chiến đấu rất lâu. Có điều vì vài nguyên nhân mà bây giờ tu vi của hắn bị mất, vì vậy cần ẩn thân và được bảo vệ. Muội có thể đưa hắn cùng về cửu hoa tông không? Thẩm Trường Minh nở nụ cười nguy hiểm mà nói, tùy muội quyết định. Dù sao ta cũng không thể giết hắn trước mặt muội. Có điều sau khi về cửu hoa tông, thì người của muội muội phải trông chừng, đừng để ai đó không để ý lấy mạng hắn. Thẩm Trường Quân bảo nói linh tinh cái gì? Ca, ca và hắn không có thù tại sao lại nói lời đáng sợ như vậy. Khi về đến núi thì mọi người thay nhau bàn tán. Trường quân chân nhân, đây không phải người đánh bại thánh nữ, trường quân chân nhân đại danh đỉnh đỉnh sao. Người bên cạnh ngày ấy không phải tiểu lang quân mà ngày ấy dùng để song tu chứ. Chuyện trường quân chân nhân ở hoa hỏa thành tức giận vì nhan sắc, thiên hạ không ai không biết. Vì một lư đỉnh tuyệt sắc nháo ra động tĩnh lớn như vậy, đây là gì? Đây là chân ái. Ta thấy đây chỉ là đồ chơi thôi, sắc mê hoặc tâm trí. Nam nhân này nhìn tuổi còn trẻ. Mới thành niên đi thì ra trường quân chân nhân xinh đẹp có sở thích bệnh kiều sau đó bọn họ đã đến cử hoa tông chúng đổ đệ cung nghinh trường minh tông chủ trường quân chân nhân trở về hành lễ rồi họ lại thay nhau nói lớn song tu không phải lên đài chứ có điều trường quân chân nhân thật lợi hại sai sót về đạo đức này coi như không biết đi nam tử đó chính là Lưu đỉnh song tu cùng trường quân chân nhân trường quân chân nhân sẽ không phải nữ ma đầu ham sắc chứ nghe nói gần đây có một đám tán tu mất tích kỳ lạ sẽ không phải bị trường quân bắt đi ăn sạch chứ trường quân chân nhân có thể suy nghĩ về ta không ta cũng muốn là lưu đỉnh song tu của trường quân chân nhân thẩm trường quân nghe vậy thì toát cả mồ hôi hiểu lầm không có mặt mũi gặp người cuối cùng ta biết tại sao thẩm trường minh có địch ý với doãn lớn như vậy rồi bất chi bất giác ta lại đi lên trên con đường giống đời trước rồi này cũng coi như là khác đường cùng đích về ý nghĩa nào đó đi bỗng cửu thiên dạ nắm lấy tay cô bảo đi thôi chúng ta đi nghỉ thẩm trường quân lại gào thét trong lòng này 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 như vậy càng không giải thích được mọi người nghe vậy thì ồ lên hết sức phấn khích một lúc sau cô vào phòng mà ngã người xuống giường. Giường của ta, hai năm không gặp, ta lại đến ngủ ngươi đây. Lúc rời đi hai năm trước vẫn là rời đi cùng dạ dạ, cũng không biết gần đây hắn tu hành thế nào rồi. Có điều hắn đường đường là con của vận mệnh, cũng không đến lượt ta lo lắng. Nghỉ ngơi một tối thôi. Hai năm này đúng là đủ dày và rồi. Đang ngủ bỗng thầm trường quân giật mình mở mắt. Bên ngoài có người, đã lén lút nửa đêm rồi. Cô ngồi dậy bước ra mở cửa, ai? Ra đây đi. Cô ngạc nhiên khi thấy cửu thiên dạ mình mẩy ướt sũng mà ngồi co do. Doãn, không phải đã sắp xếp phòng cho hắn rồi sao? Tối nay vừa sấm sét lại mưa, hắn chạy đến của phòng ta làm gì? Sốt rồi, có phải nhiễm lạnh rồi không? Thể chất bây giờ của hắn quá yếu. À, đều vì đưa nội đan cho ta. Có điều ta luôn tò mò, tại sao nội đan của hắn chỉ có một nửa? Là vì có công pháp đặc biệt gì sao? Là ảo giác sao? Giống nhau cảm giác trời mưa nhặt được một con chó lang thang. Có cần đưa hắn về chăm sóc một đêm không? Thật khó xử. Ai nhặt được thì của người đó. Sau đó cô bế Cửu Thiên Dạ vào giường, cô dùng khăn lau mặt cho Cửu Thiên Dạ, nhìn hắn mà nội tâm thánh mẫu bạo phát, dễ thương, chăm sóc cho nhỏ đáng thương. Không đúng, không đúng, người ta là vì chia đan cho ta mới rơi vào kết cục này, mày phải nghiêm túc. Ngoài trời bỗng vang lên tiếng sét ầm ầm. Cửu Thiên Dạ giật mình nắm lấy tay cô, hắn run rẩy có vẻ rất sợ hãi. A, à, hắn sợ mưa sấm sét sao? Giống dạ dạ quá. Vừa mưa sấm thì muốn ngủ cùng ta. Bất giác cô che miệng cười có phải người đẹp trai đều vậy sao? Ha ha ha. Đợi đã, dạ dạ. Dạ dạ rất đẹp trai sao? Hắn, hắn có bộ dạng gì? A, à. sao vậy? Vừa nghĩ đến dạ dạ thì hoàn toàn không nhớ ra được bộ dạng của hắn. Từ lúc nào chứ? Giả Vân Thiên hiệu quả cực kỳ, khiến cho người ta quên mất dung mạo của đệ cửu thiên dạ. Ta sẽ không bị mất trí tuổi già chứ? Không được, ta trở về phải suy nghĩ, không phải chúng ta thuật gì chứ? Giả Vân Thiên thầm gào khóc, ta mới không phải tà thuật, ta là người chăm chỉ làm việc. Cô lại nhìn Cửu Thiên Dạ mà nói, "Doãn cũng phải, hình như có rất nhiều bí mật. Trước kia không có gì hỏi, là vì cảm thấy người ta là tuyệt thế lão đại, có bí mật cũng là bình thường. Nhưng nếu thật sự muốn tiếp nhận hắn thì ta phải biết tất cả về hắn." Nghĩ kỹ lại nếu sống cùng hắn, hình như cũng không tồi. Hắn nói hắn tự xưng là Doãn theo chữ quân, của ta. Vì hắn nói một phần thích của hắn từng là bí mật không thể nói ra. Vậy thì tên thật của hắn là gì? Hắn biết ta từ khi nào? Sao hắn lại thích ta? Ta tin hắn thật lòng thích ta. Nhưng hắn thật sự đã chuẩn bị nắm tay ta cả đời sao? Bỏ đi, ta chỉ cần hiểu tâm ý của mình là được, còn lại giao cho vận mệnh đi. Lúc này ngoài Kim Vân Điện, Đỗ Minh Nguyệt thì đứng dưới mưa mà nhìn vào phòng Thẩm Trường Quân. Cảm giác Minh Nguyệt mang một nỗi buồn khó tả. Sáng hôm sau, Thẩm Trường Quân dậy dụi dụi mắt thì cửu thiên dạ bảo, "Tỉnh rồi, dậy đi, đã làm xong cơm sáng rồi." Một lúc sau cô ngồi vào bàn ăn thì thốt lên, "Oa, ăn sáng xong thì ta dẫn ngươi đến Kim Vân đỉnh đi dạo, đều nghe lời ngươi." thẩm trường quân nghĩ thầm, cùng dậy, cùng ăn cơm, cùng đi bộ, một ngày bình thường. Cảm giác giống như vợ chồng già. Tại hậu sơn Kim Vân Đỉnh, cả hai đi dạo thì cửu thiên dạ lấy một bông hoa mà cài lên tóc thẩm trường quân. Rồi tấm tắt khen, rất đẹp, cửu thiên dạ nhớ lại, hoa của hậu sơn Kim Vân Đỉnh, nở đẹp hơn phàm gian này. Sau này, mỗi năm bên nhau, ta muốn cùng người ngắm hoa nở ở đây, mãi mãi không biệt ly. Sư tôn, những lời đó là lời thật lòng của ta, là lời từ tận đáy lòng ta muốn nói với người thẩm trường quân thì ngẩn người khó hiểu tại sao ta lại đột nhiên nhớ đến dạ dạ trong ký ức dung mạo của dạ dạ dần dần hiện rõ giống như cảm giác quen biết thật quen thuộc cô liền nói ta nhớ người ở nơi sâu nhất trong vùng đất hỗn loạn từng bày tỏ tâm ý với ta tối qua ta nghĩ ta suy nghĩ bất ngờ có người gấp gáp đi đến nói trường quân chân nhân đại sư không hay rồi tứ đại tông khác tìm đến cửa rồi muốn ép tông chủ và tiểu sư muội giao hỏa ra để năm đại tông cùng bảo quản Tiểu sư muội không nghe, tông chủ lại bảo vệ muội ấy, hai bên sắp đánh nhau rồi. Lúc này Thẩm Trường Minh chắn trước Nhu Nhu mà bảo, "Lúc tìm thần khí thì không thấy đâu, tìm được Hỏa khởi động Hỏa Linh thần khí thì mấy người này lại đến, không biết còn cho rằng đến chia phần." Tông chủ Thiền Tông nói. Hai năm nay sư đệ Đỗ Minh Nguyệt của lão nạp cũng theo Trường Quân chân nhân, Mộc Linh thần khí và Kim Linh thần khí, và Hỏa Linh thần khí đều có phần công lao của Đỗ Minh Nguyệt. Nhưng cuối cùng hai đại thần khí và hỏa của Hỏa Linh thần khí đều rơi vào tay cửu Hoa Tông các người này không công bằng hai thần khí đã nhận chủ cũng bỏ đi nhưng chuyện hòa quan trọng không thể bị bất cứ một thế lực nào độc chiếm mong thẩm tổng chủ giao nó ra tông chủ dược tông nói hừ hừ sáu năm trước trưởng quân chân nhân và thánh tăng còn đánh nhau ở rừng yêu minh vì hai phần đồ của ta chạy trốn bây giờ lại biến chiến tranh thành tơ lụa rồi tông chủ tiêu giao tông lại nói cãi qua cãi lại các người thẳng thắn chút không được sao không phải là cửu hoa tông có hai vị cường giả kỳ hóa thần lại có hai thần khí rưỡi thêm lực có quan hệ tốt với phàm gian của nam bắc hoang các ngươi sợ cửu hoa tông lớn mạnh, ngày nào đó không vui sẽ giết chết mọi người sao? Thẩm huynh, ta bị họ kéo đến, đừng quản ta, các người nói chuyện đi. Lúc này thẩm trường quân đi đến bảo, tứ đại tông hôm nay đến gây hấn, lời nói sắc bén. Là định quay mặt với cửu hoa tông, không nể tình chút nào nữa sao? Tông chủ ám tông nói, vừa rồi người lời nói sắc bén là thẩm tông chủ đi. Mặc dù cửu hoa tông mạnh nhưng tông chủ tứ đại tông cũng vừa đến sơ kỳ hóa thần, hai huynh muội các người cho dù là có hai thần khí giúp sức cũng chưa chắc là đối thủ của bốn người chúng ta hay là mỗi bên nhường một bước, lần lượt bảo quản hòa, năm năm một lần. Tổng chủ ám tông đúng là biết nghĩ cho người khác. Thẩm Trường Minh thì nói như treo, hay là tứ đại các ngươi gia nhập cửu hoa tông đi. Mọi người đều là người một tông môn, cũng không phân riêng biệt. Hai vị định làm kẻ thù với bốn người chúng ta thật sao? Hai khó địch lại bốn, huynh muội hai người phải nghĩ đến hậu quả. Bất ngờ cửu thiên dạ phát ra luồng sức mạnh khủng khiếp mà nói, ai nói cửu hoa tông chỉ có hai người kỳ hóa thần? Cửu thiên dạ nói rồi bảo thầm sử dụng hết lần cấm thuật này, lần sau phải đợi một năm. Nhưng hỏa, cửu hoa tông tuyệt đối không thể hai tay dâng lên. Thẩm trường quân thấy cửu thiên dạ thì phấn khích mà gieo lên, doãn. Các tông chủ liền nói, khí tức này, là đỉnh cao của kỳ hóa thần, là hắn. Người đó, người này, người này sao lại bị cửu hoa tông lôi kéo? Không thể nào. Ồ, nhẫn trên tay hai người này. Ta kính người là một cường giả không xuất thế, có lẽ không hiểu thế cục hiện nay. Vì vậy thiện tâm khuyên người một câu không cần tham gia vào chuyện nội bộ của tu chân giới Bắc Hoang. Cửu Thiên Dạ đến kéo Thẩm Trường Quân vào người mình, bổn tọa và Trường Quân chân nhân tâm ý tương đồng, tự nguyện ở rể Cửu Hoa Tông. Chuyện của Cửu Hoa Tông chính là chuyện của bốn tọa. Hỏa có bổn tọa đích thân bảo vệ, các vị có gì không yên tâm, cứ đến thử xem. Trước khi Thẩm Trường Quân đuổi đến, lúc tứ đại tông ép vi sinh nhu đã xảy ra chuyện gì? Giao hỏa ra nếu không đừng trách chúng ta không khách sáo. Không thể nào. Đây là đồ bằng hữu của ta ủy thác. Ta thể chết bảo vệ nó bỗng cô ngạc nhiên vì bọn chúng đột nhiên sợ hãi vì thẩm trường minh đứng phía sau cô đang phát hỏa mà nhu nhu không hay biết hả sao các người bị dọa sợ chạy rồi qua à, ta lợi hại vậy sao họ đều bị ta dọa chạy rồi bỗng một bàn tay xoa đầu cô hả thẩm trường minh sao ngươi lại ở phía sau ta ngươi đến nhanh vậy sao ừ ta luôn theo dõi ngươi lúc này các tông môn của bốn đại tông bảo nếu đã như vậy cửu hoa tông chắc chắn là nơi an toàn nhất thiên hạ để bảo quản hòa chung chúng ta cũng yên tâm rồi hôm nay đến tông môn làm phiền thực sự được tâm hệ thần khí an ủi không cố ý mạo phạm tạm biệt thẩm tông chủ bỗng tông chủ ám tông nói khoan đã vị này tự xưng là doãn ẩn thế cường giả thật ra là thân truyền đệ tử của trường quân chân nhân ở cửu hoa tông đệ cửu thiên dạ tất cả mọi người nghe vậy thì ngạc nhiên thẩm trường quân là người ngạc nhiên nhất người nói cái gì già vân thiên muốn khóc mà bảo chủ tử ta thật sự không gồng nổi nữa rồi già vân thiên hiệu quả vỡ tiêu rồi cứ vào lúc này trường quân chân nhân, ta hỏi cô lần cuối, rốt cuộc hòa chủng có cần ngũ đại tông luân phiên nhau bảo quản không? Nếu cử hoa tông khăng khăng muốn giữ lại hòa chủng, vậy ngày mai, chuyện của trường quân chân nhân và đồ đệ sẽ bị truyền khắp cả cái tu chân giới. Cửu thiên dạ bảo khốn kiếp, uổng công ngươi tự xưng là danh môn chính phái. Thẩm trường quân vỗ vai thiên dạ rồi ra phía trước bảo, hòa chủng không thể cho đi đâu, tam đại hoa thần kỳ của cử hoa tông ta các ngươi cũng không địch nổi đâu. Những chuyện còn lại thì tùy các ngươi thôi. Tiễn khách, suối quẩy cử hoa tông đúng là nhân tài bối xuất trông đồ nhi vừa non nớt vừa khôi ngô trường quân chân nhân đúng là có số đào hoa khiến người khác ghen tị thẩm trường minh cười khổ ngượng quá nhu nhu thì kiểu muốn đi quá sao mình vẫn ở đây Cửu thiên dạ lúng túng sư sư tôn người người nghe con giải thích đã thẩm trường quân thì như hóa đá ta nứt ra rồi lúc này đỗ minh nguyệt hỏi tâm ma là ngươi nói với ám tông tông chủ chuyện về thân phận thật sự của đệ cửu thiên dạ sao ở thánh điện ta đã biết chuyện này từ lâu rồi Đỗ Minh Nguyệt, cơ hội của ngươi tới rồi, giữa Thẩm Trường Quân và đệ cửu thiên dạ có hiểm khích, ngươi có thể nhân cơ hội này để có được cô ta. Sao phải thánh khiết cao cao tại thượng, chi bằng cùng ta đọa dục niệm xuống vực sâu, xé tan bọn chúng, xé tan Thẩm Trường Quân và đệ cửu thiên dạ. Quay lại với cửu thiên dạ, sư tôn. Thẩm Trường Quân hất tay cửu thiên dạ ra mà đi vào phòng đóng sầm cửa lại. Sư tôn, xin lỗi, là lỗi của con. Không, là lỗi của vi sư. Thẩm Trường Quân trong lòng thầm trách, mình đã làm gì vậy? Hai năm nay, mình đang làm cái mẹ gì thế? ta đã nuôi dạy đồ đệ không chính đáng sao? độ hào cảm đã vượt quá giới hạn rồi. a, à, đừng có nhắc tới thích hay không thích nữa. sau này ta phải đối diện với dạ dạ thế nào đây? ta và đồ đệ đã làm cái gì vậy chứ? nắm tay, ôm, hôn, đầu gối má kề. ta không dám nghĩ tiếp nữa. ta là biến thái sao? ta là biến thái đó. cửu thiên dạ đứng bên ngoài thì thầm nhủ. xong rồi, tất cả đều xong rồi. thật ra, mình chỉ muốn nói với cô ấy, từ lúc đầu mình đã là nam nhân trưởng thành lúc đó chúng ta không có quan hệ sư đồ vì lúc đầu mình không coi cô ấy là sư tôn mà coi là thủ địch vì mình là người trùng sinh nhưng ta không thể nói nói xong cô ấy cũng không tin với lại tôi là một nam nhân trưởng thành từ đầu đã gọi một nữ từ nhỏ hơn mình mấy trăm tuổi là sư tôn còn tỏ vẻ đáng yêu nhõng nhẽo muốn được ôm ta không dám nghĩ tiếp nữa ta là biến thái sao ta là biến thái đó cả hai đều chung một luồng suy nghĩ không còn mặt mũi để đối diện với hắn cô ấy nữa thẩm trường quân thẩm bảo không được không thể chủn lại là sư tôn, mình phải lấy lại dũng khí, trực tiếp giải quyết vấn đề này. Thế rồi cô liền mở cửa ra, trước đây là do vi sư quản giáo không nghiêm, từ nay về sau, chúng ta sẽ khôi phục lại quan hệ sư đồ thuần khiết. Không không không, chúng ta từ đầu đến cuối, vẫn là quan hệ sư đồ thuần khiết. Không không không, ý của ta là, thẩm trường quân lại vào phòng đóng sập cửa. Cả hai đập tay lên tráng mà cùng bảo, hoàn toàn không thể đối diện nữa rồi. Đối tượng hẹn hò trên mạng lại là đồ đệ mà ta nuôi nấng từ nhỏ. Ha ha ha, ta điên rồi lúc bên ngoài mọi người thay nhau bàn tán. Đã nghe gì chưa? Trường quân chân nhân và đệ cửu thiên dạ hình như là có mỗi tình loạn luân. Không đúng, sao tôi lại nghe nói, trường quân chân nhân và cái người tuyệt thế cường giả hai năm trước doãn mới là một đôi. Nếu như lời đồn sư đồ luyến là thật, vậy đúng là một chuyện đáng xấu hổ. Bây giờ, đến cả cửu hoa tông, ra ngoài cũng sẽ bị người người chỉ trích sau lưng. Mọi người nói xem, lúc đệ cửu thiên dạ đi theo thẩm trường quân, chỉ mới ba tuổi, có khi nào ngay từ lúc đó, trường quân chân nhân đã. Mọi người đã nghe gì chưa? gần đây không ít nam tử trẻ đẹp ở tu chân giới đã bị mất tích mọi người nói xem có khi nào là trường quân chân nhân vì muốn luyện chế phương pháp song tu nhu nhu nghe vậy thì tự hỏi thế gian này thật sự không thể chấp nhận tình cảm thầy cho sao tất cả mọi tai tiếng đều sẽ tập trung lên thầy chứ không phải lên đồ đệ ban đầu trường quân chân nhân hoàn toàn xem sư huynh là người xa lạ sau này mới rung động với huynh ấy sau cùng mới biết sư huynh là đồ nhi còn sư tôn của mình từ đầu đến cuối đều biết mình là đồ nhi của hắn từ trước đến nay ta đều xem con là đồ nhi của mình mà đối đãi sư tôn là một người chính trực vì vậy hắn sẽ không thể có chút tình cảm nam nữ đối với mình hắn cao quý thanh liêm đối với mình chỉ có tình cảm thầy trò chưa bao giờ vượt qua danh giới hắn thật sự là một người khiến người khác kính phục ngay cả khi hắn chưa bao giờ thích mình cũng khiến mình phải say mê phía sau kim vân phong dạ dạ mọi việc trước đó đều là hiểu lầm cho dù là quá khứ hay là tương lai chúng ta từ đầu đến cuối đều là quan hệ thầy trò về phần Bắc Hoang tu chân giới, vi sư vẫn còn chút uy phong, chỉ cần đích thân giải thích một chút về hiểu lầm này là được. Thẩm Trường Quân, tại sao nàng lại có thể bình tĩnh hiển nhiên nói ra những lời tuyệt tình như vậy chứ? Thẩm Trường Quân vén tay áo lên mà dẫm chân lên bàn trồm về phía Cửu Thiên Dạ. "Này, như vậy là được rồi đấy, ta vẫn chưa tìm ngươi tính sổ chuyện ngươi đã giấu ta đâu." Bỗng cổ áo Cửu Thiên Dạ bị lỏng ra lộ cả bộ ngực vạm vỡ. Thẩm Trường Quân ngạc nhiên mà lấy tay kéo cái áo ra. "Đây, tưởng tượng của Thẩm Trường Quân." Tiểu bảo bối, ngươi đã là của ta rồi, Cô hét lên, "Mau dừng lại đi, không được nghĩ về nó nữa, còn biến thái hơn kiếp trước nữa." Rồi cô buông tay ra mà quay đi, "Ngươi không phải thật sự thích ta, ngươi chỉ là đang ở thời kỳ niên thiếu không hiểu chuyện, đối với sư tôn mạnh mẽ và dịu dàng này sinh lầm tưởng." Cửu Thiên Dạ liền nói không phải như vậy đâu. Cửu Thiên Dạ thầm bảo từ đầu đến cuối tư duy của ta đều là của người trưởng thành, ta biết rõ mình đang làm những gì. Nói nhiều cũng vô ích, ý ta đã định. "Thẩm Trường Quân, nàng đối với ta không hề có chút tình ý nào sao?" Nàng thật sự không hối hận khi từ bỏ ta sao? Doãn, ta, sau này, ngươi không được gọi ta là Thẩm trưởng quân, đệ cửu thiên dạ, ngươi phải gọi ta là sư tôn." Phía xa Hồng Thước nói với Nam An, tình hình của hai người này không hay rồi. Nam An nói, "Chủ tử của ta trở thành đồ đệ của chủ tử của ngươi, vậy chẳng phải là vai vế của ta sẽ thấp hơn ngươi một bậc sao?" Hồng Thước lại nói, "Nhưng nếu như chủ tử của ta trở thành người bầu bạn với chủ tử của ngươi, vậy chẳng phải ta với ngươi trở thành thông gia sao?" Cả hai nói rồi đều bày ra vẻ mặt nan giải thật khó khăn mà. Cửu thiên dạ đứng một mình trầm ngâm. Thực sự không được, đành phải nói cho thẩm trường quân biết, ta là người trọng sinh. Bất luận nàng ta sau khi biết, có tin hay không, hay là sản sinh hiểu nhầm với mình càng sâu đậm. Ít nhất, nếu ta thích nàng ấy, nàng ấy có quyền được biết tất cả chân tướng, sau này quyết định mối quan hệ thế nào với ta. Chỉ là, có một chuyện, làm mình phiền lòng nhiều năm. Bản tính của một người, sao có thể đột nhiên thay đổi lớn như vậy? Từ khi ta trọng sinh trở lại, thẩm trường quân cũng không giống trước kia nữa. Tại sao lại vậy? còn thẩm trường quân sau khi rời khỏi chỗ cửu thiên dạ thì trên đường gặp đỗ minh nguyệt đỗ minh nguyệt sao ngươi đến đây ngươi định đến khuyên ta kiềm chế bản thân không làm ra mấy chuyện bất luân đúng không không phải thẩm trường quân ngạc nhiên hỏi không phải sao minh nguyệt nói hoàn toàn ngược lại ta muốn khuyên ngươi đừng bị quy tắc thế tục ràng buộc làm ra những chuyện mà bản thân hối hận các ngươi còn trẻ có tình yêu và thù hận mãnh liệt hà cớ gì phải giống một người xuất gia như ta bảo thủ cứng nhắc cuộc đời đâu phải lúc nào cũng đẹp đẽ ít ra các ngươi có tự do để chọn, đã tốt hơn Hàn Tiếu Tiếu nhiều rồi, ngươi đã quên lời chúc của nàng ấy với mọi người trước khi đi sao? Ta hy vọng ngươi có thể làm những gì mà bản thân muốn. Ê, ngươi là thánh tăng. Nhưng ta không ngờ, vậy mà ngươi còn biết nói ra mấy lời như này đấy. Minh Nguyệt nói từ khi biết thân phận của đệ cửu thiên dạ. Ngươi vẫn chưa nói chuyện với hắn sao? Ta thấy, ngươi nên đi nói những lời trong lòng với hắn, đừng để nội tâm ràng buộc. Thẩm trường quân, con người không có cách lừa dối nội tâm chính mình đâu. Chí ít, các ngươi có thể quyết định tâm ý của mình truyền đạt cho đối phương. Điều này đã hạnh phúc so với khối người rồi. Nói xong Minh Nguyệt rời đi. Thẩm Trường Quân trầm ngâm mà bảo, "Cảm, cảm ơn ngươi, Đỗ Minh Nguyệt." "Ngươi nói phải, ta xin nghe theo." Qua nhiều năm, hồi ức của ta trở lại, đó là lần đầu mà Đỗ Minh Nguyệt gọi ta là Thẩm Trường Quân, cũng là lần duy nhất trên cuộc đời. Sau này ta vẫn gặp hắn vô số lần, nhưng ta luôn cảm thấy, đây là lần gặp mặt cuối cùng. Hắn nói đúng, ta có nên tìm dạ dạ, nói chuyện rõ ràng đúng lúc đang phân vân thì nhu nhu đi đến trường quân chân nhân không hay rồi không biết từ đâu truyền tin tức mấy ngày gần đây các nam tử trẻ tuổi biến mất đều là do bị người bắt đi vô số tu sĩ chân nhân lên cửu hoa tông kim vân nhai trên kim vân nhai của người tìm được một căn phòng dưới đất bí mật phát hiện ra rất nhiều thi thể của các tu sĩ chân nhân cái gì thi thể của những người mất tích lại phát hiện ở kim vân nhai của ta sao có thể cửu hoa tông cực kỳ nghiêm ngặt thi thể của nhiều người như vậy sao có thể xuất hiện vô cớ trên địa bàn của ta là từ lúc nào Nhu Nhu lại nói tứ đại tông với vô số tản tiên tìm đến cửa rồi, người bây giờ là kẻ thù của toàn giới đó. Thẩm Trường Minh bảo ta chuyển lời cho người, mau chạy đi, rời khỏi cửu hoa tông ngàn vạn lần không được quay về. Thẩm Trường Quân không chịu nhất quyết bảo ta sẽ qua đó. Nhu Nhu kéo tay cô lại, đợi đã. Bây giờ ở đó đã loạn hết rồi. Sư huynh dùng cấm thuật bị phản hệ, căn bản không thể ngăn nổi đám người đó. Thẩm Trường Minh đối đầu với tứ đại tông, trận chiến lớn sẽ nổ ra. Bây giờ đi, chỉ càng khiến kết cục thảm hơn thôi cấm thuật của dạ dạ kết thúc ta phải qua đó toàn bộ cử hoa tông chỉ còn thẩm trường minh là kỳ hóa thần thôi mưu nhu bây giờ ngươi đã không phải là người của cử hoa tông rồi ngươi mau chạy đi không ta là người của cử hoa tông ta sẽ không đi đâu hết trường quân chân nhân chúng ta đi được chúng ta cùng đi lúc này tâm ma của đỗ minh nguyệt gào lên ngươi vậy mà lại tác hợp cho thẩm trường quân và đệ cử thiên dạ ta thật sự đánh giá cao tình cảm của ngươi đối với thẩm trường quân không là ngươi đánh giá thấp ta Ngươi tưởng ta vì tình riêng, để tên như ngươi phá hoại thế giới sao? Ta thích nàng ta, nhưng ta sẽ không quên bản thân ta là ai. Ta là thánh tăng đỗ minh Nguyệt, trừ ma bảo đạo, đó là số đã định của cuộc đời ta. Không, ta không can tâm. Bỗng bên ngoài vang lên giọng nói. Thánh tăng, cử hoa tông đại loạn, tông chủ của tứ đại tông. Thêm toàn bộ tản tiên bắc hoang, đánh nhau với huynh muội thẩm thị. Hai người khó địch bốn, huynh đệ thẩm thị hôm nay sợ bại thảm. Ngài mau rời khỏi cử hoa tông đi. Minh Nguyệt nhớ lại, Trường quân chân nhân, người nói đa tình là khổ, hay vô tình khổ hơn. Lập tức Đỗ Minh Nguyệt hấp thụ đá vong tình. Từ giờ trở đi đoạn tình tuyệt niệm, không còn tình cảm. Thẩm trường quân, đây là chuyện cuối cùng ta có thể làm cho nàng. Từ giờ trở đi, trên thế gian này không có ai biết được tâm ý của ta. Như vậy cũng tốt, coi như nó từng tồn tại đi. Lúc này ngoài sảnh cửu hoa tông, nhu nhu và cửu thiên dạ đứng bên ngoài mà nhắc nhở, sư tôn, trường quân chân nhân, hai người cẩn thận. Thẩm trường minh và thẩm trường quân, thì tựa lưng vào nhau mà thủ thế để phòng bọn chúng tấn công từ phía sau. Thẩm Trường Minh nói chư vị, bổn tọa nói lần cuối, Cửu Hoa Tông là bị người khác vu oan. Tứ đại tông gì chứ, gọi tứ đại ngốc đúng hơn, bị người coi là vật sai bảo, cảm động quá, chi bằng bổn tọa tiễn các ngươi đạp đất thăng tiên luôn vậy. Tên tông chủ ám tông nói, Trường Quân chân nhân, Thẩm tông chủ, đừng tranh luận nữa, bỏ cuộc đi. Tông chủ Dược Tông thì nói, hai người các ngươi quả thực rất mạnh, nhưng sau lưng các ngươi có vô số các đệ tử của Cửu Hoa Tông, liệu có bảo vệ được hết không? Thẩm huynh, Trường quân, chúng ta giang tay chịu trói đi. Chúng dân giận khó mà bình lại, cứ đánh tiếp, hai người các ngươi không chết, nhưng Cửu Hoa Tông và các đệ tử sẽ thương vong vô số. Không cần nói nhiều, chúng dân cùng ta, diệt Cửu Hoa Tông. Giết, giết. Bỗng trên trời chuyển thành một màu tím kỳ lạ. Mọi người liền khựng lại mà thốt lên. Dương Vân hiện thế, đó là điểm lành lớn, là vị thần thánh phương nào đột phá tu vi. Đó là Kỳ Hóa Thần, đỉnh cao, Thánh Tăng, Đỗ Minh Nguyệt, đỉnh cao của Kỳ Hóa Thần nửa bước thành thần. Đỗ Minh Nguyệt đáp xuống đứng chắn trước Thẩm Trường Quân và Thẩm Trường Minh, nói với tông chủ bốn tông, chuyện nghi vấn còn nhiều, sinh linh tính mệnh không thể tùy ý tranh đấu. Thẩm Trường Quân liền hỏi, Đỗ Minh Nguyệt ngươi đến giúp chúng ta sao? Cô thầm bảo Đỗ Minh Nguyệt vậy mà đã đến đỉnh rồi, hóa thành đỉnh của kỳ hóa thần. Tên này còn lớn hơn cả so với dạ dạ, chuyện này là sao? Minh Nguyệt nói, Trường Quân chân nhân, bần tăng không hề giúp ngươi, mà là giúp thiên hạ bá tánh. Còn nữa, xin gọi ta là Thánh Tăng. Thẩm Trường Minh nhìn Thẩm Minh Nguyệt thầm nghĩ, Tại sao hắn cho ta một cảm giác xa lạ? Sau đó, phía sau núi, Đỗ Minh Nguyệt, cảm ơn huynh ra tay tương trợ." Bần tăng từng nói, "Ra tay là vì vô số các đệ tử vô tội của Cửu Hoa Tông, không phải vì thí chủ. Các người đi rút thổ linh thần khí đi, nó có năng lực truy tìm chân tướng. Lần này, trước khi các ngươi quay về, Bần tăng sẽ không để bất kỳ quấy rối Cửu Hoa Tông." Đỗ Minh Nguyệt, "Huynh xem, ở đây có phải là rất giống Lạc Hà năm đó?" Minh Nguyệt quy người bảo, "Sắc tức là không, không tức là sắc tuệ nhã của Bần Tăng sẽ không yếu đến mức nhìn nhầm mỹ cảnh. Còn nữa, xin thí chủ đổi vi chỉ của Bần Tăng. Đỗ Minh Nguyệt, muội là coi huynh là bạn bè. Không cần, tâm kinh của Bần Tăng đã xuất ngoại tam thế rồi, không còn ở ngũ hành. Không có bạn bè cũng không cần có bạn bè. Từ phía xa cửu thiên dạ nhìn hai người họ mà nhớ lại. Hôm trước núi sau Kim Vân Phong. Đỗ Minh Nguyệt, ngươi chắc chắn là đem hỏa linh thần khí này giao cho ta. Minh Nguyệt nói đến thứ chín nghìn, ngươi hình như không để ý chút nào liên quan đến hai đại thần khí là chuyện của ta sớm ở thánh thành không thậm chí là sớm ở mộc linh ảo cảnh ta thấy người đó và ngươi giống hệt nhau vừa bắt đầu còn cho là dung mạo của ngươi sau này ta cuối cũng rõ đó là một nhân cách khác của ngươi mục đích của nhân cách khác của ngươi chính là tập hợp ngũ hành thần khí sau đó nguy hại tăng sinh sao cửu thiên dạ thầm bảo vốn dĩ kiếp trước người đó cuối cùng cũng trộm ngũ hành thần khí mưu đồ gây hại cho tăng sinh chính là tâm ma của đỗ minh nguyệt chỉ là kiếp trước tâm ma đến mấy trăm năm mới hành động kiếp này lại vô duyên vô cớ đi trước mấy trăm năm kiếp trước Đỗ Minh Nguyệt đích thực là đến muộn sợ là lộ ra kế hoạch cũng không ngăn được tâm ma Đỗ Minh Nguyệt kiếp này so với kiếp trước càng làm sớm hơn so với dự tính bỗng Minh Nguyệt hỏi ngươi hình như rất hiểu nhân cách khác của ta không ngươi hình như hiểu rất nhiều việc rất nhiều chuyện bản thân ngươi không nên hiểu đêm thứ chín nghìn thực ra ta đại khai có thể đoán được lai lịch của ngươi thế giới này cần ngươi thần khí giao vào tay ngươi ta rất yên tâm ngươi hãy hấp thụ nó quá trình sẽ rất đau đớn nhưng hễ thành công ngươi sẽ gia tăng thực lực, khôi phục trình độ ban đầu. Nói xong Minh Nguyệt rời đi và bảo, sẽ vậy chứ, bạn của tôi. Cửu thiên dạ liền hỏi, có cần ta thay ngươi nói với nàng ấy một lời không? Không cần, cái gì cũng không cần. Quay lại hiện tại, cửu thiên dạ thầm nghĩ chuyện của Đỗ Minh Nguyệt chắc nên để ý chút. Kiếp này, hắn sẽ không gây nguy hiểm cho tăng sinh. Chỉ là, hôm nay rốt cuộc là người nào đối phó với cửu hoa tông. Thế nào mà thi thể ẩn giấu lại biến mất ở cửu hoa tông? cử hoa tông có thẩm trường danh trấn thủ sợ là thẩm trường danh ngẫu nhiên rời đi cũng sẽ tỉ mỉ bày bố phòng ngự kết giới đợi đã trận trước hàn tiêu đột kích cử hoa tông lấy vi sinh nhu để uy hiếp khiến thẩm trường danh làm con tin khiến thành bốc cháy lần đó thẩm trường danh con tin ông ấy chắc là không đến kịp bố phòng kết giới lúc này tông chủ ám tông ha ha ai có thể ngờ tôn chủ ám tôn bắc hoang của thần khí nhất thế gian chính là hoàng đế diêm quốc hàn tiêu một chiêu ve sầu thoát xác, thân phận Hàn Tiêu này sẽ biết mất khỏi thế gian này, không ai có thể điều tra ra được ta. Sau này, muội muội của ta sẽ trở thành nữ đế duy nhất của phàm nhân giới, mà ta sẽ trở thành bá chủ của tu chân giới, thiên hạ đều là của Hàn gia. Trên trời dưới đất duy nhất có ta độc tôn, chỉ là nửa đường giết một thánh tăng, có khi nào cử Hoa Tông đã bị ta hạ rồi? Bây giờ Thẩm trưởng Quân chắc đã đặt chân đến lãnh thổ yêu tộc tìm kiếm thổ linh thần khí. Tông chủ Dược Tông hốt hoảng, cái gì? Thổ Linh thần khí có thể hỏi ra tất cả chân tướng. Chúng nếu thật sự lấy, được Thổ Linh thần khí hỏi ra các thất tông giả bị hút hết dương khí đến chết là do muội, thì làm thế nào? Phật một tiếng, muội chết rồi, nó sẽ không hỏi ra. Người phụ nữ có lợi hại hơn nữa cũng chỉ là đồ chơi mà thôi. Thẩm Trường Quân, ngươi muốn nỗ lực, thì tuyệt đối đừng chết ở lãnh thổ yêu tộc. Ta mong chờ một ngày nào đó lại gặp ngươi, ta sẽ vì ngươi mà chết, tạo ra một cái lồng chim càng đẹp hơn. Lúc này Thẩm Trường Quân cưỡi kiếm bay đi tìm Thổ Linh thần khí, cô hỏi, "Dạ dạ, Người theo ta làm gì? Vi sư một mình đến lãnh thổ yêu tộc là được rồi. Đệ tử sẽ tận lực khôi phục tu vi. Tranh thủ sớm ngày giúp người. Vi sư không phải có ý đó. Bất ngờ kiếm linh đang lướt như gió thì phanh lại. Khiến thẩm trường quân nhào về trước. Nhưng rất may cửu thiên dạ đã ôm lấy eo cô mà giữ lại. Hồng thước liền nói xin lỗi hai vị. Vừa mới hát xì hơi nên mới đột ngột dừng lại. Chúng ta tiếp tục lên đường, ha ha. Nhưng trong lòng hồng thước thầm bảo, ta chỉ có thể giúp hai người đến đây. Cửu thiên dạ thì lại nghĩ, nếu mình lập tức buông tay, liệu có hiện trong lòng có ý đồ gì? Mình làm thế nào mới không lộ rõ vừa nãy chỉ là sự cố? Thẩm trường quân thì nghĩ, nếu như không làm bất cứ điều gì, liệu có hiện rõ mình đang mê luyến cái ôm của hắn? Mình phải làm sao mới không để lộ ra điều này đây? Cửu thiên dạ quyết định, bỏ đi, ôm thêm một lát. Bay đi một lúc nữa thì hồng thước than thở, mệt ghê. Lãnh địa hội yêu, trong thế giới này, vùng đại lục trung tâm là lãnh địa của yêu nhân, vùng rừng rậm xung quanh chính là lãnh địa của yêu hồ hai lãnh địa được phân cách bởi kết giới yêu hồ xem ra trước mặt chúng ta chính là kết giới của lãnh địa yêu hồ trong truyền thuyết kết giới này được tạo thành bởi lớp yêu khí dày đặc nếu cứ xuyên qua như vậy nhất định sẽ bị nhiễm yêu khí từ trước đến nay rất hiếm khi yêu hồ và yêu nhân cùng xuất hiện những ghi chép về yêu hồ vô cùng ít ỏi ta đành phải liều thôi hồng thước xông lên xuyên qua kết giới tiến thắng vào lãnh địa yêu hồ Ừm, mình đã bước vào lãnh địa yêu hồ rồi sao sao mình lại biến thành hình dạng yêu hồ rồi đây là gì chứ mèo con sao? Dạ dạ, ngươi, ngươi biến thành sói rồi. Tại sao? Tại sao ở mộng cảnh mộc linh, chỉ có ta không có võ công? Tại sao ở lãnh địa yêu hồ, ta chỉ là mèo con? Là do ta chưa đủ lợi hại sao? Là do chiến tích của ta chưa đủ huy hoàng sao? Lãnh địa yêu hồ xem thường ta sao? Cứ như này nữa, ta thật sự muốn săn bằng nơi này. Cửu thiên dạ nói lúc chúng ta xuyên qua kết giới, đã hút quá nhiều yêu khí, sau đó dựa theo thuộc tính và đặc điểm riêng của mỗi người, ngẫu nhiên biến thành hình dạng của yêu hồ có điều ngụy trang như vậy cũng tốt dù sao ở lãnh địa hồ yêu là con người thì sẽ rất bất tiện ngoài ra không phải là nàng đã biến thành một con mèo thông thường mà là mèo yêu còn là loại mèo yêu gì chúng ta vẫn chưa biết được dù sao thì bây giờ nàng vẫn đang ở trạng thái bán yêu đợi đến lúc biến thành trạng thái hoàn chỉnh liền có thể biết được bản thể của nàng là gì rồi bất kể là bản thể yêu hồ hoàn chỉnh của ta là gì mèo chính là mèo sói chính là sói ta không phục dựa vào cái gì chứ ta đường đường là trường quân chân nhân nắm trong tay hai loại thần khí, ba loại thần khí nhận ta làm chủ. Lẽ nào, lẽ nào ta không xứng là một cuồng long khát máu điên dại, hoặc là phượng hoàng thượng cổ cuồng chiến hay sao? Ngươi thật sự lợi hại hơn ta sao? Ngươi thật sự là sói sao? Ta không tin, ngươi dùng huyễn thuật để lừa ta đúng không? Cô giận dữ mà nắm lấy tay cửu thiên dạ. Thẩm trường quân, buông ra. Ha, biến thành yêu hồ lợi hại hơn ta, liền dám gọi tên của vi sư đúng không? Nói ra thì, ta muốn tìm ngươi tính sổ từ lâu rồi, tại sao lại không nói với ta ngươi chính là đệ cửu thiên dạ, Hửm. Sư tôn, mau dừng lại. Ta, bây giờ đã biết nhận lỗi rồi. Vậy lúc lừa ta thì sao? Sư tôn, ta sai rồi. Vậy ngươi thả tay ra, thả ra thì ta sẽ tha thứ cho ngươi, để ta sở đuôi của ngươi một chút, xem thử nguyên lý biến hóa yêu hồ là gì, xem thử có thể bỏ đuôi của ngươi vào cơ thể ta hay không. Cửu thiên dạ liền đẩy cô nằm xuống đất mà bảo, thẩm trường quân, ta nói rồi, không thể sở đuôi, đã nhớ kỹ chưa? Bốp, gọi là sư tôn. Được thôi, sư tôn. Bốp, chú ý ngữ khí của ngươi. Tuân lệnh sư tôn bất ngờ một làn khói màu tím xuất hiện cửu thiên dạ quay lại nói một màn xương yêu dày đặc bên trong có thứ gì đó đang hiện ra phong tục điếm đó là cái gì cửu thiên dạ bảo phong tục điếm có phải chính là nơi giới thiệu những phong tục địa phương không sư tôn chúng ta mới đến đây lần đầu cứ tìm kiếm thổ linh thần khí mà không có kế hoạch như vậy không phải là cách hay là chúng ta đến phong tục điếm đó nghe ngóng chút tin tức được không thẩm trường quân thì tự vả vào mặt mà thầm khóc ông trời ơi ta nên giải thích làm sao cho trẻ nhỏ hiểu phong tục điếm là chỗ nào đây chứ? Lúc này một yêu nhân hổ ra đón tiếp. Khách nhân tôn quý, có muốn đến tiếp phong tục nổi danh nhất rừng yêu không? Cửu thiên dạ liền đáp, muốn. Cửu thiên dạ thầm cho rằng, tiệm phong tục. Nhất định là có nhiều phong tục của yêu quái. Và đây là chuột yêu, tỷ tỷ muốn chơi cùng đệ đệ không? Ưng ừ yêu, nữ nhân, ta nhìn chúng ngươi rồi. Lộc yêu, khiến ngươi vui vẻ là sứ mạng của ta. Hai vị cũng biết yêu tộc chúng ta dương thịnh âm suy, số lượng giống cái ít hơn giống được nhiều, cho nên tiệm ta giống như các tiệm phong tục khác, đa số lại yêu lang giống đực, có điều chúng ta vẫn còn số lượng ít giống cái, mặc dù không nhiều nhưng vị khách lang yêu này, ngài có cần xem qua không? Ngài thích giống cái gì? Thẩm Trường Quân thì thấy trai đẹp lại lộ bản tính mà thốt lên, oa, wow, đáng yêu quá, chuột nhỏ. Chuột nhỏ, ngươi nhìn thật ngon miệng. Tỷ tỷ, người ta chỉ bồi khách, không, không làm chuyện đó. Sau đó một tộc yêu to lớn ra khoác vai Cửu Thiên Dạ, "Khách nhân, ta là giống cái đầu bảng của tiệm này." Cửu Thiên Dạ liền hóa đá mà nghĩ xem ra lãnh địa của yêu tộc số lượng nữ tử đúng là hiếm có. Còn lúc này Hồng Thước và Nam An, kỳ lạ, ta sao vậy? Đây chính là kết giới yêu tộc trong truyền thuyết sao? Yêu khí thuần khiết như vậy, sau khi hít vào cơ thể sẽ xảy ra dị biến. Cho nên hình dạng Hồng Thước của ta vẫn là Hồng Thước sao? Đúng là trong dự đoán, lại là hình tượng trong tình lý. Đợi đã, tại sao ta không ở trong kiếm của thẩm trường quân? Sao ta lại rơi ra rồi? Lẽ nào tất cả cá thể độc lập đều vì hít yêu khí ở kết giới yêu tộc, mà hóa thành yêu? Cũng đúng, bây giờ ta đã có thể tụ linh hóa hình, cũng coi là một cá thể độc lập. Không được, ta phải mau chóng tìm thẩm trường quân. Đợi đã, tại sao có cảm giác chân mềm? Nam An nằm dưới đất bị cô dẫm lên mà hét, cứu mạng. Hồng Thước liền né ra rồi hỏi, tại sao ngươi không hóa yêu? Giống như bình thường. Nam An thì yếu ớt mà bảo, khát quá, ta cần nước, nước. Khụ, thật phiền phức. Nếu không phải báo ân ngươi ra tay giúp đỡ ta, ở trong buổi đấu giá ở Hoa Hỏa Thành, ta cũng lời quản ngươi. Phía dưới có sông, Hồng Thước liền ném Nam An xuống sông uống nước cho thỏa thích. Đúng là quá tốt bụng. Một lúc sau Hồng Thước đứng trên bờ gọi, này, chết chưa? Đi đâu rồi? Uống no chưa? Người đâu? Bỗng từ dưới nước Nam An ngóc đầu lên khiến cô giật mình một phen. Nam An với bộ dạng là một Mỹ Nam Ngư. Cảm ơn ngươi Hồng Thước. Cô che mắt mà hỏi, hả? Ai? Đây là ai? Con sông này có ma pháp sao? Ném một phế vật xuống mà lại bơi ra một đại soái ca. Tại sao? Còn có thể ném vài lần không? trong truyền thuyết, chim và cá được định cả đời yêu nhau nhưng không thể đụng chạm. Ngươi nói chúng ta có giống như thái tử và công chúa trong câu chuyện tình yêu nghìn năm trước không? Này, chưa nhìn thấy bao giờ, tại sao phải dùng cách đi này? Tại sao ngươi lại ở phía trên? Tại sao không phải là ta ném ngươi xuống nước bơi? Cho dù muốn tìm các chủ tử cũng không cần vội vậy chứ. Lão tử là cá, ngươi nhìn thấy cá bay chưa? Ta cũng chưa từng thấy con cá nào nói nhiều như thế. Quay lại với thẩm trường quân. Cô nương, đây là hóa đơn phục vụ của yêu lang của bàn này công tử đây là hóa đơn phục vụ của yêu nữ bản này cửu thiên dạ thì nhìn tên yêu chuột mà muốn phát hỏa thẩm trường quân liền đẩy cửu thiên dạ rời đi hôm nay cũng coi là thu hoạch được nhiều cô thẩm nghĩ mặc dù không nghe ngóng được tung tích của thổ Linh thần khí nhưng tốt xấu gì cũng có chút hiểu biết cơ bản về lãnh địa của yêu tộc số tiền này tiêu rất xứng nhưng yêu hổ ngạc nhiên hỏi cái đó người đưa cho ta số vàng và đá này làm gì đợi đã lẽ nào hệ thống tiền của yêu tộc các ngươi không giống nhân tộc sao yêu tộc không nhận tiền của người phàm và đá linh của tu chân giới. Ý là ta là một con quỷ nghèo ở lãnh thổ yêu tộc. Liền phía sau yêu hổ lại có thêm hai con hổ yêu to lớn, hắn hỏi như đe dọa. Hai vị, sẽ không ăn quỷt chứ? Dạ dạ, trốn sau lưng sư tôn, vi sư đưa người chạy thoát ra ngoài. Thẩm trường quân đưa cánh tay lên mà tập trung khí lực. Rồi trưởng về phía bọn họ đồng thời hét lên. Xem chiêu. Hả, linh lực của ta đâu? Kỳ hóa thần của ta đâu? Hồng thước của ta đâu? Kim linh thần khí của ta đâu? Cửu Thiên Dạ nói có khả năng lúc chúng ta đi qua kết giới yêu tộc đã hút quá nhiều yêu khí, áp chết linh lực trong người rồi. Ồ, thì ra là vậy, ta hiểu rồi. Bây giờ ta không những là quỷ nghèo, còn là quỷ nghèo phế vật. Kết quả hồi yêu bắt thẩm trường quân và cửu thiên dạ trói lại và nhốt trong phòng. Từ ngày mai hai người bán thân trả nợ. Thành thật chút, nếu không thì sẽ chịu thiệt đó. Ta đường đường là thẩm trường quân, ta đường đường là doãn. A, à, dựa vào lưng hắn, rộng quá, ấm áp quá. Không thể cứ như vậy, hình ảnh linh tinh đó lại xuất hiện trong đầu ta rồi. Hắn là đồ nhi của ta, ta làm sao làm gương cho người khác chứ? Mau chuyển chủ đề. Đúng rồi dạ dạ, thật ra ta luôn muốn hỏi ngươi học được cấm thuật từ đâu? Cấm thuật này có nguyên lý gì? Một cấm thuật đã lợi hại, như thế sao có thể khiến cho tu vi của con người ta tăng lên cao như thế? Cửu Thiên Dạ thầm nhủ, hay là nói cho cô ấy tất cả, chuyện ta đã trọng sinh. Cô ấy chỉ là lo lắng ta chưa trưởng thành, cách biệt bối phận với cô ấy. Nhưng chỉ cần cô ấy biết tuổi thật của ta đã mấy trăm tuổi rồi, từ đầu đến cuối đã là nam tử trưởng thành rồi, cô ấy có thể có chút tâm lý phụ trách. Nghĩ rồi Cửu Thiên Dạ liền bảo, "Sư Tôn, ta có chuyện quan trọng muốn nói với người." Còn lúc này Vi Sinh Nhu oa, thì ra ở đây là lãnh địa yêu tộc, kỳ diệu quá. Thẩm Trường Minh, tại sao ngươi không hóa yêu? Đã hóa yêu rồi, chỉ là ngươi không nhìn ra mà thôi. Còn có người xác định không gọi ta một tiếng Sư Tôn sao? Ta còn chưa từ bỏ theo đuổi ngươi đâu. Thẩm Trường Minh bảo ta không nên theo ngươi đến. Ai bảo Tiếu Tiếu đưa hỏa cho ta? chỉ có tu vi thuộc tính thủy của ta mới có thể khống chế hỏa. Thánh tăng lại vô duyên vô cớ bỏ ta đưa hỏa cho sư huynh, nhưng tỉnh dậy không thấy sư huynh đâu nữa. Chắc là cùng trường quân chân nhân đến lãnh địa yêu tộc rồi. Người đòi cùng ta đến, là không yên tâm ta hay là không yên tâm về trường quân chân nhân? Chủ yếu là không yên tâm về tiểu tử đệ cửu thiên dạ. Lòng lang dạ sói, bổn tọa đúng là xem thường lá gan của hắn rồi. Có lý, đồng cảm, hắn dám thèm muốn trường quân chân nhân. Hửm, yêu khí nồng quá, xương yêu lớn quá. Như nhu nhu bỏ ta đến phía trước giò đường vừa bước vài bước thì thẩm trường minh liền túm lấy tay thỏ của cô mà bảo trở về cẩn thận hành sự bây giờ tu vi trong người đã bị áp chế ngươi đừng tách ra khỏi ta ngươi có thể thả ta xuống trước không ta không cần mặt mũi sao thẩm trường minh sao tay ngươi lại lạnh vậy hình như cả người không có chút độ ấm nào vậy hả đây là như nhu nhu reo lên a à, phong tục điếm thẩm trường minh chúng ta vào hỏi phong tục của yêu tộc đi quay lại cửu thiên dạ lúc này hắn nói Sư tôn, ta có một chuyện muốn trịnh trọng nói với người. Ta không nghe, ngươi không cần nói nữa. Người, người biết ta muốn nói gì sao? Ta biết. Chuyện ngươi muốn nói là chuyện có liên quan tới ta và ngươi nhỉ? Dạ dạ, ta và ngươi không thể, không thể đi đến bước đó. Bỗng dây chói đứt ra. Cửu Thiên Dạ nắm lấy vai cô. Thẩm Trường Quân, người thích ta không? Ta, ta sẽ không thích một đứa trẻ đâu. Một đứa trẻ nuôi từ nhỏ tới lớn. Người thích không phải đứa trẻ đó. Là hai năm nay nam nhân cùng người ở nhân gian nhiều lần trải qua sinh tử người thích không phải là đứa trẻ trên kim vân phong người thích là người ánh mắt thâm tình ở trên bắc hoang đại điển là người ở hỗn loạn chi địa giúp người ngăn cản ngọn kim mâu là người trong mộc linh nguyễn cảnh vì người ngầm cười uống rượu độc là người ở thánh điện vì người moi đan là người ở hoa hỏa thành người ghen vì hắn tất cả thiên hạ đều biết người không thích ta vì sao không dám nhìn ta người nhìn ta một cái ta không tin người còn có thể nói không thích ta cửu thiên dạ ôm lấy cô ta biết trong lòng người đã có ta ta có thể đợi đợi tới cái ngày người nguyện ý thừa nhận ấy người và ta gặp nhau không quá 6 năm, tiểu dạ dạ cùng người chung sống mới 4 năm. 10 năm sau, tiểu dạ dạ cùng người vẫn sống chung mới 4 năm, lúc đó, người đã thích ta 12 năm. 50 năm sau, tiểu dạ dạ cùng người vẫn sống chung không quá 4 năm, nhưng khi đó, người đã thích ta 50 năm rồi. 1.000 năm sau, trải qua nhiều chuyện như mây khói, trong mắt người không có dạ dạ, chỉ có đệ cửu thiên dạ. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, sẽ có một ngày, người đối với sự yêu mến của ta, sẽ vượt qua thành kiến của thế tục, thẩm trường quân bặm môi thầm bảo, có lẽ vậy. Nhìn thấy hai cái đuôi đang vẫy vẫy, cả hai đều chung một dòng suy nghĩ. Thật muốn sờ cái đuôi ấy ghê. Bất ngờ bên ngoài cửa vang lên, hai vị, chuẩn bị chút đi, có khách tới rồi. Khách là một nam một nữ, hai người các ngươi mau theo ta đi gặp khách. Thẩm trường quân thờ dài, hai, thân là sư tôn của ngươi, lại hèn nhát chạy trốn, khiến ngươi phải dũng cảm đối mặt với chuyện này, là lỗi của ta. Lời ngươi nói ta đều nghe hết rồi, bao gồm lời khuyên nhỏ của Đỗ Minh Nguyệt hôm đó, ta hiểu ý của các người nhưng ta hôm nay trong đầu rất loạn, ta cần phải bình tĩnh để suy nghĩ chút, được không? Đợi ta. Nói ra thì có thể ngươi không tin, ta dụng tâm nuôi lớn ngươi như vậy, là vì để ngươi bóp vai đấm chân cho ta, bưng trà rót nước, hiếu thuận với ta. Sao lại biến thành cục diện như thế này chứ? Cửu thiên dạ liền đáp, ta tin, ta tin. Cửu thiên dạ thầm bảo, năm đó, ở trên cửu hoa tông, khi ta vào mộng cảnh của người, người từng nói lời giống hệt vậy. Đợi đã, ta đột nhiên nhớ ra một chuyện. Một chuyện lúc đầu không để ý, nhưng giờ đột nhiên nhận ra chuyện không đúng lắm. Mình nhớ, đêm đó, trong mộng cảnh, thẩm trường quân nàng ấy nói. Lúc đầu, ta dùng huyền thuật, khiến nàng ấy rơi vào trong mộng cảnh giả, muốn để nàng ấy lại lần nữa đối mặt với sự lựa chọn của kiếp trước. Ngươi không phải hắn. Ngươi không phải dạ dạ của ta, ta nhớ dạ dạ của ta. Ngươi là nam chủ đệ cửu thiên dạ, ngươi không phải dạ dạ của ta. Lại trọng sinh tới lần nữa, ta có phải không thể gặp được dạ dạ đó của ta nữa rồi không? Đêm đó, thẩm trường quân đưa ra sự lựa chọn hoàn toàn tương phản với kiếp trước đêm đó cũng là khoảnh khắc ta triệt để buông bỏ nút thắt trong lòng của kiếp trước lúc trước nàng ấy nói lại trọng sinh tới lần nữa ta có phải không thể gặp được dạ dạ đó của ta nữa rồi không lại tại sao nàng ấy lại nói lại tại sao lại nói trọng sinh lần nữa lúc trước mình còn cho rằng là nói nhầm luôn không để ý nhưng hôm nay nghĩ lại nói lại thì kiếp này nàng ấy từ lúc bắt đầu đã hoàn toàn khác với kiếp trước không phải chứ bất ngờ thẩm trường quân bảo ngây ngốc gì đấy đi thôi cử thiên dạ bước đi theo sau mà vẫn nghĩ ngợi không thể nào, nhất định là mình nghĩ nhiều rồi. mình đang nghĩ vớ vẩn gì thế, nhất định là mấy ngày gần đây cực nhọc bôn ba, tâm tình cũng chịu ảnh hưởng rồi. nhất định không phải đâu nhỉ. sau khi ra ngoài thì gặp thẩm trường minh và nhu nhu, thẩm trường quân liền vui vẻ, Wow, các người tới rồi. tại sao các người lại có tiền ở đây? thẩm trường minh nở nụ cười he he mà bảo, ta còn có nhiều bất ngờ hơn mà ngươi không ngờ tới đấy. đệ cửu thiên dạ. nhu nhu thì phấn khích gọi trường quân chân nhân, ông chủ, cho bọn ta một phòng riêng, ta muốn cùng trường quân chân nhân nói chuyện. Thẩm Trường Minh cũng bảo, ông chủ, cũng cho bọn ta một phòng, ta cũng muốn nói chuyện với vị công tử này. Cửu thiên dạ thẩm lo lắng, cứ cảm thấy không hay ta. Hồ Yêu liền đồng ý, được thôi, khách nhân tôn quý. Trong lòng hắn nghĩ, hai vị khách này, có phải dẫn lộn người rồi không thế? Nói lại thì tại sao mình cảm thấy nơi này đột nhiên sát khí nặng ghê vậy? dáng vẻ như sắp có chuyện lớn xảy ra ấy. Hồ Yêu bảo chúc hai vị trải qua thời khắc vui vẻ. Ngươi và tiểu sư muội sao cũng đến đây. Bốp, cửu thiên dạ kêu lên một tiếng A, à, thẩm trường minh ngươi làm gì hừ hừ ta đúng là đánh giá thấp lá gan của ngươi thèm muốn muội muội ruột của ta bây giờ còn dám gọi tên của ta đến một tiếng tông chủ đại nhân cũng không muốn gọi nữa cửu thiên dạ nhìn con rắn hung tợn phía sau thẩm trường minh mà ngạc nhiên hỏi nguyên thể của ngươi là rắn cửu thiên dạ liền bị đánh bay ra xa ngươi đã có thể đạt đến hình thái toàn yêu rồi động vật máu lạnh thông minh mà nhanh nhẹn thẩm trường minh hình dạng này đúng là rất hợp với ngươi đến giờ ta vẫn nhớ lúc ngươi được thẩm trường quân cứu về núi kinh vân đỉnh 6 năm trước Ngươi không chỉ một lần muốn giết Thẩm Trường Quân, hận ý đi vào xương tủy đó, ta đến giờ còn nhớ. Bây giờ ngươi lại nói với ta ngươi thích muội ấy, ngươi thấy ta sẽ tin sao? Lúc đó ta không giết ngươi là vì ngươi còn yếu, bây giờ thì khác rồi, ngươi đã có bản lĩnh rồi, ta sẽ không để mặc ngươi nữa." Cửu Thiên Dạ hỏi, "Cho nên giờ ngươi muốn giết ta?" "Không, trước khi giết ngươi ta sẽ khiến ngươi nói ra sự thật trước, chuyện liên quan đến những bí ẩn trên người ngươi. Lúc ngươi còn nhỏ thì có sát ý với Thẩm Trường Quân, cấm thuật kỳ lạ sau khi trưởng thành?" nguyên nhân nắm rõ vị trí của các đại thần khí, lý do Đỗ Minh Nguyệt trước khi lĩnh ngộ thành Phật thì đột nhiên giao hỏa linh thần khí cho ngươi. Không, không cần nhiều lý do như vậy, chỉ cần một chút đã đủ để ta giết chết ngươi rồi. Con rắn lúc này càng siết mạnh hơn khiến Cửu Thiên Dạ đau đớn mà là hét. Thẩm Trường Minh lại nói, ngươi tốt xấu gì cũng là lang yêu, không phản kháng ta chút nào sao? Cửu Thiên Dạ nói ngươi là ca ca của cô ấy, ta sẽ không ra tay với ngươi. Hừ hừ, ta xem ngươi có thể nhẫn nhịn đến khi nào mới nói ra chân tướng. Lúc này thẩm trường quân nắm tay Nhu Nhu mà ngạc nhiên hỏi, trời ơi Nhu Nhu, cô thích ca ca ta sao? Nhu Nhu, có phải cơ thể cô có gì không thoải mái không? Sao cô lại thích tên đó? Nhu Nhu vẫn cười hiền mà bảo, ta rất thích hắn. Trưởng quân chân nhân, cô nói ta có cơ hội không? Ít ra ở chỗ ta cô mãi mãi có cơ hội. Còn về thẩm trường minh thì ta cũng không chắc. Thẩm trường minh bên ngoài thì khá tùy ý, ba lăng nhăng. Nhưng thật ra thì tính tình rất bướng bỉnh, tính tình cực kỳ kỳ lạ từ nhỏ đến lớn ta chưa từng thấy có người có thể hiểu được suy nghĩ của huynh ấy thẩm trường quân thẩm nghĩ ở thế giới này càng lâu ký ức và cảm tình của cơ thể này mang lại hiện rõ trong não của mình thậm chí tình tiết lúc nhỏ cùng thẩm trường minh cũng hiện rõ trong linh hồn mình mình chính là thẩm trường quân thẩm trường quân chính là mình nhu nhu buồn bã la lên a à, cùng lắm thì đời này ta âm thầm ở bên hắn dù sao ta cũng chỉ là một tu sĩ kỳ cơ bản nhân sinh ngắn ngủi không đến trăm năm rất nhanh sẽ kết thúc cuộc đời đầu thai chuyển thế đời sau ta sẽ có người khác để yêu thương, cho nên không sao. đời này ta chỉ yêu mình hắn. trường quân chân nhân, ta không quyết định được quan hệ của ta và thẩm trường minh, nhưng cô có thể quyết định quan hệ của cô và thiên dạ. cô có muốn suy nghĩ không? a, à, ta đang suy nghĩ. thật ra ta cũng hiểu bản thân không làm chuyện gì vi phạm đạo đức. người ta yêu không phải đệ tử ta đệ cửu thiên dạ, mà là bạn đồng hành của ta, doãn. nhưng nói thì như vậy, nhưng lúc ta đối diện với hắn, thì vẫn không nhịn được mà có cảm giác trái lại đạo đức. ta có thể vẫn cần thời gian để thích ứng nhưng trên thực tế đã bắt đầu chuẩn bị tâm lý rồi trường quân chân nhân cô có thể quyết định hướng đi và kết cục của quan hệ của cô thật khiến người ta ngưỡng mộ thẩm trường quân xoa đầu nhu nhu an ủi ngoan sau này đừng gọi ta là trường quân chân nhân nữa gọi là trường quân tỷ tỷ đi bỗng hai người hết sức ngạc nhiên tiếng hét thảm này là đệ cửu thiên dạ thẩm trường quân cùng nhu nhu liền chạy đến mà gọi dạ dạ cửu thiên dạ thấy thẩm trường quân liền gọi sư tôn con rắn bất ngờ cắn vào cổ cửu thiên dạ rồi buông anh ra Thẩm Trường Quân chạy đến đỡ lấy Cửu Thiên Dạ, mà nhìn con rắn không khỏi ngạc nhiên. Thẩm Trường Minh thì gằn giọng, tiểu tử, miệng đúng là cứng, chết cũng không nói phải không? Có điều ta đã hạ độc rắn vào người ngươi rồi. Nếu ngươi làm bất cứ chuyện gì bất lợi cho Trường Quân, thì ta sẽ khiến ngươi chết thảm hơn ngươi tưởng tượng gấp nghìn vạn lần. Thẩm Trường Quân ngẩn người thầm thắt mắt, hai người họ đã xảy ra chuyện gì? Sau đó, Cửu Thiên Dạ tỉnh dậy thì thấy Thẩm Trường Quân ngủ gục kế bên mà thầm hỏi, Thẩm Trường Quân, ta giúp cuộc phải làm gì với ngươi đây? Thẩm Trường Quân xin lỗi, đây là lần cuối cùng. Lần cuối cùng, ta đi vào giấc mơ của ngươi tìm chân tướng. Cửu thiên dạ đưa một lượng độc nhỏ vào người, khiến người ta trầm mê, đi vào ảo ảnh. Ta đang ở đâu? Lại là khung cảnh quen thuộc. Khụ, ta lại mơ rồi. Dừng. Ta biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Đầu tiên ta nói trước, ta là người tốt, ta sẽ không làm gì ngươi. Bất luận là trong mơ hay là trọng sinh thêm đời nữa ta, cũng sẽ không làm chuyện khiêu dâm. Được rồi, xong quá trình rồi, tiếp theo nên làm gì? Ngươi nói lại, trọng sinh đời nữa, cho nên đời này ngươi tốt với ta lúc nhỏ như thế là vì chọn tránh khỏi cái chết. Tất cả đều là lừa dối, đều là sắp xếp đã lâu. Dây xích đã sớm rằng ra lại một lần nữa quấn lấy tim ta. Nếu ta không từng thích ngươi có phải bây giờ sẽ không buồn như vậy? Trở lại hiện tại, thẩm trường quân tỉnh dậy mà bảo, sao lại mơ thấy ác mộng rồi? Đúng rồi, thuốc của dạ dạ sắp xong rồi, ta phải mau chóng đi lấy. Cửu thiên dạ nằm trên giường mà bất giác rơi nước mắt. Sau đó anh ngồi dậy, tự chấn an rằng phải bình tĩnh. Tất cả còn theo kế hoạch lâu dài. Lúc này nhu nhu trách móc, Thẩm Trường Minh, ngươi thật quá đáng, ngươi ra tay quá nặng với đại sư huynh rồi. Đánh chết huynh ấy không có ý quan trọng, nhưng sẽ khiến trưởng quân chân nhân lo lắng thì không tốt. Chút nữa quên chính sự, ta đi đưa hỏa của đại sư huynh. Bất ngờ con rắn kéo cô lại khiến cô ngã xuống đất. Thẩm Trường Minh, ngươi muốn làm gì? Thẩm Trường Minh nhặt hỏa linh lên mà bảo, hỏa này tạm thời không thể đưa cho tiểu tử đệ cửu thiên dạ. Ta vốn hoài nghi hắn có mục đích khác, nếu hắn hoàn toàn hút được hỏa linh thần khí thì trả được không? Hỏa này tạm thời giao cho ta bảo quản, tuyệt đối không thể rơi vào tay đệ cửu thiên dạ. Đại sư huynh thích trường quân tỷ tỷ, sao có thể có mục đích khác? Ngươi đừng cho rằng người khác cũng tâm cơ giống ngươi. Ôi chao, trong miệng ngươi, tiểu tử đó và thẩm trường quân rất xứng sao? Quả nhiên phòng ngày phòng đêm mà trộm trong nhà thì khó phòng, ngươi nhanh như vậy đã tạo phản rồi. Lo cho ngươi trước đi, ta đưa ngươi ra khỏi lãnh địa yêu tộc. Chuyện ở đây có ta là đủ rồi. Lãnh địa yêu tộc không phải nơi tốt đẹp gì, ta cũng không tiện ở cùng ngươi cả ngày, ngươi tự mình về lãnh địa nhân tộc đi." Nhu Nhu nhảy dựng lên, ta không về, ta không về, ta muốn ở cùng ngươi, ta muốn ở cùng ngươi. Thẩm Trường Minh bảo không kệ ngươi được. Bỗng nhiên Thẩm Trường Minh ôm ngực mà thốt lên, tim, chuyện gì vậy, sao tim đột nhiên đau quá, toàn thân vô lực. Nhu Nhu ngạc nhiên hỏi, Thẩm Trường Minh, ngươi, ngươi sao vậy? Bùm một phát từ luồng khối màu tím hiện ra một con rắn cùng với hỏa linh, mà Thẩm Trường Minh đâu không thấy. Như nhu Nhu nhặt hỏa linh lên, nhìn con rắn mini mà thốt lên, hả, là vì vừa thả độc rắn cho nên tiêu tốn nhiều biến thành nhỏ lại sao? Dễ thương quá. Thẩm Trường Minh, ngươi là của ta rồi, ta muốn lợi dụng nhân lúc người ta gặp nạn. Lãnh địa của yêu tộc trên không, Thiên Vũ Thành, Hậu viện chủ điện thành. Nghe nói lãnh địa yêu tộc chia thành hai phe phái lớn, chủng tộc trên mặt đất và chủng tộc trên không trung, suốt ngày đánh nhau om sòm. Không biết cổ linh thần khí đang nằm trong tay phe nào. Nam An với vẻ mệt mỏi nói, ta sắp chết khát rồi, cứu mạng, đuôi cá của ta đã bắt đầu tiêu biến rồi, dùng chân đi giống như múa trên mũi dao vậy. Bỗng vang lên tiếng, tộc trưởng đại nhân, ngài về rồi hỏng rồi, có người tới. Lập tức Nam An bịt miệng cô lại, đồng thời kéo cô nhảy cái thũng xuống hồ nước kế bên. Tham kiến tộc trưởng đại nhân. Tộc trưởng đại nhân, đã chuẩn bị xong chất độc rồi, cái này gửi tới mấy tên gia hỏa trên mặt đất. Chuyện này để ta đích thân làm, ngươi lui đi. Tên tộc trưởng vẫn chưa chịu rời khỏi, hắn lại thi triển những luồng phép thuật, hắn thầm bảo, ban đầu, Già Vân Thiên bị dùng để khiến người Trần quên đi dung mạo của đệ cửu thiên dạ. Sau này, phong ấn bị giải trừ, Già Vân Thiên vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, tan vào trong trời đất. Thế nhưng, người đời lại quên mất, Già Vân Thiên vốn là quốc bảo của Diêm quốc ta. Ban đầu là do đệ cứu thiên giả ăn cắp từ hoàng cung Diêm quốc ta. Gắn kết lại lần nữa, Già Vân Thiên, ta chỉ cần tốn chút công phu, đã có thể tập hợp nó lại từ trong trời đất. Công hiệu của Già Vân Thiên, thay đổi dung mạo. Thẩm Trường Quân, chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi. Nói rồi hắn bay vút đi. Từ dưới nước ủng ục, Nam An cùng Hồng Thước ngôi lên, hỏng rồi, vậy mà Hàn Tiêu chưa chết, còn ngưng kết Già Vân Thiên một lần nữa thật bất thường, không lẽ trước đây ở bộ phận nghiên cứu vũ khí của Hoa Hỏa Thành, hắn giả chết ư? Chúng ta phải mau chóng đi tìm Thẩm Trường Quân và Đệ Cửu Thiên Dạ, nói họ biết chuyện này. Nếu không thì, địch trong tối, họ ngoài sáng. Bất ngờ Hồng Thước đấm Nam An phun máu mũi, tránh, tránh ra. Quay lại với Thẩm Trường Quân. Rốt cuộc tại sao ca ca lại nghi ngờ mục đích của Dạ Dạ không trong sạch? Cụ thể huynh ấy không nói, nhất định là ca ca hiểu lầm gì đó rồi. Ta nhất định phải tìm cơ hội giải thích rõ ràng chuyện này với huynh ấy. Dạ dạ, ngươi tỉnh rồi. Nào, uống thuốc đi. Nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc giữa ngươi và Kaka ca ca xảy ra chuyện gì? Cửu Thiên Dạ bất ngờ kéo lấy tay cô mà vật xuống giường. Thẩm Trường Quân, chắc ngươi đắc ý lắm nhỉ? Cô ngạc nhiên hỏi, ngươi nói gì vậy? Ta nói, ta thích ngươi, ta si mê ngươi, mất hồn mất vía vì ngươi. Tất cả những điều ấy khiến ngươi rất đắc ý nhỉ? Ngươi biết rõ có thể chơi đùa với ta như lòng bàn tay, ta không phản kháng chút nào, đành để ngươi sắp xếp. Dạ dạ, ngươi, ngươi đang nói gì thế, ta không hiểu. Cửu Thiên Dạ liền hôn lấy môi cô, Thẩm Trường Quân hốt hoảng thầm bảo, buông, buông ra, rồi cô cắn lấy môi Cửu Thiên Dạ đến chảy cả máu. Cửu Thiên Dạ buông ra và hỏi, "Ngươi không thích ta sao? Ngươi, ngươi sao vậy? Chuyện gì vậy? Rốt cuộc vấn đề ở đâu vậy? Vì Thẩm Trường Minh hay là vì ta?" Thẩm Trường Quân đẩy Cửu Thiên Dạ ra rồi chạy nhanh ra ngoài, cảm giác không hay, ta phải rời khỏi đây. Cửu Thiên Dạ lại nắm lấy tay cô mà ép vào tường, "Thẩm Trường Quân, ngươi không được đi." "Dạ dạ, ngươi, ngươi muốn làm gì?" cửu thiên dạ hỏi, người đang sợ ta sao? Một lần nữa thẩm trường quân sợ hãi đẩy hắn ma hét lên, người buông ta ra. Rồi chạy đi. Hắn ngồi sụp xuống, hự. Vết thương vẫn chưa? Ta đang làm gì vậy? Sao ta lại cứ thế mà thả nàng ấy đi như vậy chứ? Ta nên bắt nàng trả cái giá đắt, kiếp trước nàng là kẻ ác, kiếp này lại là kẻ dối trá. Tại sao ta lại mềm lòng cơ chứ? Sao ta lại thả nàng ta đi? Bất ngờ thẩm trường quân lại đi đến. Cửu thiên dạ ngước lên mà ngớ người gọi, thẩm trường quân. Ngươi, sao lại quay lại? Thẩm Trường Quân bảo ta vẫn hơi lo lắng cho ngươi, nên quay lại xem ngươi như nào, ngươi có chỗ nào không thoải mái sao? Tại sao phải quan tâm ta? Ta không sao. Cửu Thiên Dạ thầm bảo, luôn là như này, cho ta hy vọng, lại làm ta tuyệt vọng. Thẩm Trường Quân sờ lấy mặt Cửu Thiên Dạ mà nói, có phải là không vui vì dạo này ta hơi xa lánh ngươi đúng không? Xin lỗi, là lỗi của ta, do ta không xử lý tốt mối quan hệ của hai ta. Nhưng ta muốn nói với ngươi rằng, bất kể ngươi là ai, bất kể giữa chúng ta có thân phận gì, ngươi đối với ta còn quan trọng hơn tính mạng thẩm trường quân vừa nói vừa nước mắt rơi lã chã. Cửu thiên dạ thì cho rằng, ta biết nàng đang lừa ta. Vậy cứ để nàng lừa ta một hồi đi. Một lúc thôi, ta hận vì ta yêu nàng. Hèn mọn không giống bản thân ta. Thẩm trường minh rốt cuộc đã nói cái gì vậy? Hay là không có liên can gì đến thẩm trường minh? Chết rồi, phải đi hỏi thẩm trường minh xem sao. Thẩm trường quân mở cửa cái rầm, ca ca, ta có chuyện cần tìm huynh. Bất ngờ người trong phòng là Nhu Nhu đang chơi đùa với con rắn. Trường quân tỷ tỷ, tỷ đoán xem, nếu con xà này buộc thắt nút nó có thể tự tháo ra không vậy nên thẩm trường minh phế rồi không nói được nữa tạm thời thôi nhỉ rất nhanh sẽ hồi phục thôi trường quân tỷ tỷ yên tâm cứ giao thẩm trường minh cho ta chăm sóc đi được rồi vậy ta đi trước thẩm trường quân rời đi thì nhu nhu hỏi thẩm trường minh tại sao ngươi lại không nói chuyện trước mặt trường quân tỷ tỷ thế ngươi sợ tỷ ấy hỏi được gì từ chỗ ngươi à không nói thì còn có cơ hội xoay chuyển nói ra rồi hai đầu đều bị chặt đứt sẽ triệt để tiêu đời luôn Nhu Nhu lấy tay trọt chọt, chọt thì thẩm trường minh than thở, lại khổ lão tử. Rồi Nhu Nhu búng tay một cái con rắn bay xuống đất mà hét lên, vi sinh Nhu, ngươi đại nghịch bất đạo. Thẩm trường quân đang đi thì yêu hổ đến bảo, thẩm cổ nương, có một vị khách quý đến, nói thẳng là muốn gặp cô. Thẩm trường quân nói số tiền mà ca ca ta đưa cho các người, đủ để chuộc thân cho ta và thiên dạ rồi đúng chứ? Không cần tiếp khách nữa đúng không? Sở dĩ bọn ta còn ở đây là vì chưa gấp phải rời đi. Yêu hổ nói, vị này là một đại nhân vật đó. Ta sợ ta nói ra sẽ hù chết ngươi. Thẩm Trường Quân nghe vậy thì liền đồng ý, cũng được, đi thôi. Cô nghĩ nếu là đại nhân vật thì sẽ có thể thăm dò được càng nhiều tình báo. Một lúc sau, đại nhân, ta mang thẩm cô nương đến cho người rồi. Thẩm Trường Quân thấy hắn thì ngạc nhiên hỏi, "Là ngươi? Ngươi là 50 vạn lượng vàng trong buổi đấu giá ở thành Hoa Hỏa kia?" Thủ lĩnh thành Vạn Yêu, cử vĩ nhất tộc Cửu Ngọc. Ân nhân, lâu rồi không gặp. Video xin tạm dừng tại đây, cảm ơn các bạn đã đón xem hết video. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video tiếp theo nhé chúc các bạn có một ngày vui vẻ xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau